Xin hân hoan chào đón quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh đang có mặt trong chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Bao nhiêu trong số các bạn đã nghe rõ cô Thảo trả lời thì các bạn gõ số 1 nha. Rồi, cô chào bạn Mạnh Hiếu nè, Gia Khánh, Mai Anh, rồi Minh Thư. Cô chào tất cả các bạn ha. Và những bạn đang xem ở ngoài Facebook, các bạn cũng nhớ là chúng ta sẽ chia sẻ clip ngày hôm nay cho nhiều bạn học sinh cùng được học được nào. Rồi, cô chào bạn Tuấn Anh, chào bạn Trần Vy, chào bạn Đức Thắng. Rồi, những bạn nào chúng ta đã vào Zoom thì các bạn nhớ bật camera lên ha. Rồi, các bạn hãy bật camera lên. Wow, cô thấy trong Zoom có rất là nhiều bạn đang rất là sẵn sàng chào đón cho buổi học ngày hôm nay. Và cô cũng rất là muốn biết là chúng ta đang có mặt ở những khu vực nào thì các bạn hãy gõ cho cô nơi mà mình đang sinh sống được không nào. Rồi, có bạn vừa gõ là bạn ở Hà Tĩnh. Các bạn còn lại thì sao? Có bạn ở Phú Thọ nè, Nha Trang, Lâm Đồng. Rồi, các bạn cứ gõ nơi mà mình sinh sống mà để xem là chúng ta đến từ những đâu ở trên đất nước Việt Nam này được không nào? Và các bạn ở ngoài Facebook các bạn cũng sẽ gõ được không? Các bạn ở ngoài Facebook các bạn cũng hãy gõ vị trí nơi mà mình đến được không, để cho chúng ta cùng giao lưu với nhau để xem là nhờ có online này, nhờ có Facebook, nhờ có Zoom mà chúng ta được kết nối với rất là nhiều bạn học sinh trên khắp cả nước luôn. Các bạn đến từ Đồng Tháp, Đắk Nông, Vũng Tàu, Lâm Đồng là cùng quê với cô Thảo luôn nè. Bạn đến từ Tuyên Quang, này, ba miền Bắc, Trung, Nam ngày hôm nay chúng ta được hội tụ ở trong phòng Zoom này để được nghe các thầy cô giáo giảng bài trong chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Và cô tin chắc rằng với những kiến thức trong các buổi học này các bạn sẽ được củng cố kiến thức nè. Và đặc biệt là chuẩn bị cho mình một năm học mới thì là tràn đầy năng lượng đúng không nào. Rồi, cô cảm ơn các bạn ha. Rất là vui khi chúng ta được kết nối với nhau, những bạn ở vùng xa, các bạn ở ngoài miền Bắc, ngoài miền Trung và cả miền Nam, chúng ta đang được kết nối với nhau trong buổi học ngày hôm nay. Rồi, có bạn nào biết ngày hôm nay chúng ta sẽ học môn toán của lớp mấy không nào? Chắc chắn là biết đúng không? Nhưng mà biết đâu được có một vài bạn chưa biết thì sao? Rồi, chính xác. Đó là môn toán của lớp 7. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhắc nhớ nhau là hôm nay chúng ta học môn toán của lớp 7 nha, chứ không phải của lớp 8. Lớp 8 chúng ta sẽ đợi tiết sau. Và trong tiết này chúng ta sẽ học môn toán của lớp 7. Rồi, thêm một câu hỏi nữa nha. Bạn nào biết hôm nay chúng ta học với cô giáo nào? Rồi, các bạn gõ tên của cô vào ha, để xem là chúng ta đã biết lịch học và biết luôn cô giáo ngày hôm nay dạy chúng ta chưa. À, có các bạn đã trả lời, đó chính là chúng ta học môn toán của cô Ngọc Lan. Rất là chính xác. Các bạn rất là giỏi luôn. Biết hôm nay chúng ta học những môn gì, chắc chắn là các bạn đã chuẩn bị rồi đúng không nào. Và không biết là có bao nhiêu bạn là ngày hôm nay các bạn vào học buổi đầu tiên thì các bạn gõ cho cô số 1. Bạn nào đã vào 2 buổi trở lên thì các bạn gõ cho cô số 2 ha. Để xem trong lớp chúng ta có bao nhiêu bạn đã từng học lớp 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường, và những bạn nào lần đầu tiên chúng ta được học trong cái lớp này. Rồi, cô thấy hầu như các bạn đã gõ số 2, chứng tỏ là chúng ta đã từng học những lớp học năm của 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường, và một vài bạn lần đầu tiên chúng ta tham gia. Rồi, có bạn comment luôn số 3 luôn hả? Tức là 3 buổi trở lên đúng không? Rất là tuyệt vời các bạn, rất là chăm học luôn. Các bạn gõ số 4, tức là 4 buổi rồi đó hả? Wow, chúng ta toàn là những học sinh rất là chăm chỉ học, và đặc biệt đây là một sân chơi các bạn vừa học và càng được nhận quà. Đây, trên tay cô Thảo là chiếc hộp quà may mắn của ngày hôm nay được không nào? Những bạn nào mà trả lời đúng được các câu hỏi của cô Lan ngày hôm nay đưa ra thì sẽ được cô Thảo chọn bốc thăm. Trong chiếc hộp may mắn này có rất là nhiều phần quà cho các bạn luôn. Bao nhiêu trong số các bạn học trong Zoom và các bạn ngoài Facebook muốn ngày hôm nay chúng ta được khui, được nhận những món quà trong chiếc hộp này, gõ tôi. Rồi, bao nhiêu trong số các bạn muốn nào?
Phải càng nhiều bạn muốn thì các thầy cô mới giúp cho mình có những cơ hội để bốc thăm may mắn không? Đây là chiếc hộp may mắn có rất là nhiều phần quà dành cho các bạn luôn. Rồi, bạn Minh Hiếu gõ tôi nè, bạn Phương Mai nè, bạn Quỳnh Như. Rồi, còn bạn nào nữa? Các bạn sẽ gõ vào, được không? Rồi, bạn nào? À, tất cả các bạn luôn ha, bạn nào cũng đang rất là sẵn sàng để ngày hôm nay chúng ta chinh phục được những phần quà từ cô Thảo trong chiếc hộp này. Nhớ là cô Thảo có một chiếc hộp rất là bự ha. Các bạn nhớ là trả lời được những câu hỏi của thầy cô để chúng ta chinh phục những phần quà ha. À, các bạn nói là các bạn giơ tay nhưng mà các thầy cô chưa mời mình. Không sao, lớp học của chúng ta rất là đông cho nên là sẽ còn nhiều buổi nữa. Các bạn hãy cứ giơ tay phát biểu khi các mà thầy cô đưa ra câu hỏi cho mình nè. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ được giao lưu cùng với các thầy cô và được nhận quà từ chương trình nữa nào. Và các bạn nhớ là chúng ta còn một chương trình nữa, đó là 5 phút thuộc bài. Đây là một cuộc thi, một chương trình là hàng tuần luôn. Các bạn cũng đều có giải thưởng và giải thưởng của chúng ta rất là nhiều ha các bạn. Chúng ta sẽ có 12 giải nhà đào tạo xuất sắc trị giá 1 triệu đồng nè, 12 giải nhà truyền cảm hứng cũng trị giá 1 triệu đồng. Và các bạn nào mà chưa biết thông tin về cuộc thi này thì hãy nhớ lên trang siêu trí nhớ học đường.com đăng ký dự thi cũng như là đọc thể lệ cuộc thi tham gia, được không nào? Rồi, bạn nào muốn biết về cuộc thi này gõ cho cô số 1 nè. Cả những bạn ở ngoài Facebook luôn nha, bạn nào mà muốn biết về cuộc thi này để mình có cơ hội trong hè vừa được học vừa được nhận quà, các bạn gõ số 1. Wow, rất là nhiều bạn đã gõ số 1, chứng tỏ là các bạn cũng rất là muốn mình có mặt tại cuộc thi tham gia, nhận quà cũng như là có mặt trong danh sách những người mà hàng tuần các thầy cô đều công bố giải thưởng nha. Rồi, bạn Quỳnh Mai nè, bạn Thanh Thùy, bạn Quang Minh, tất cả các bạn đang gõ số 1 đúng không? Vậy thì các bạn, nếu bạn nào đã biết chương trình thì hãy chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng được biết và tham gia cuộc thi cùng với mình. Và đặc biệt là những bạn nào mà chưa biết thì cứ lên trang siêu trí nhớ học đường.com, chúng ta vào phần 5 phút thuộc bài. Rồi đây, đây chính là trang web siêu trí nhớ học đường.com, các bạn vào phần 5 phút thuộc bài nè. Sau đó chúng ta sẽ đăng ký dự thi các bạn nha. Bạn nào mà chưa có số báo danh, các bạn sẽ vào phần đăng ký dự thi. Bạn nào muốn biết về thể lệ cuộc thi thì chúng ta vào phần thể lệ cuộc thi để chúng ta đọc. Và cứ mỗi tuần như vậy, chúng ta sẽ vẽ 5 bài mind map với 4 bài mind map tự do và 1 bài thuộc đề thi của chương trình. Sau đó chúng ta sẽ nộp về hàng tuần các thầy cô đều công bố giải. Và ngày hôm qua nè, các bạn mà giành được giải thưởng vừa được công bố giải luôn. Và cô tin chắc là trong lớp chúng ta sẽ còn nhiều bạn đăng ký tham gia và giành giải thưởng nữa. Ai tự tin rằng mình có thể tham gia và đạt được giải thưởng, gõ cho cô số 2. Đâu, bạn nào tự tin em chắc chắn sẽ tham gia và đạt giải từ chương trình, gõ cho cô số 2 ha. Cả những bạn ngoài Facebook nữa nha, các bạn cô tin chắc rằng tất cả các bạn đều có cơ hội để giành được giải thưởng từ chương trình, được không nào? Rồi, ai tin chắc rằng mình sẽ tham gia và đạt giải, gõ cho cô số 2. Rất là nhiều bạn tự tin luôn. Và cô tin chắc rằng các thầy cô sẽ ngày càng tìm kiếm được rất là nhiều nhân tài từ cuộc thi này. Rồi, cô cảm ơn các bạn ha. Rất là nhiều bạn đang rất là tự tin. Cho nên là các bạn nhớ đăng ký tham gia dự thi. Chúng ta sẽ có giải hàng tuần. Cho nên là tuần và mỗi tuần như vậy chúng ta tham gia thì đều được tích điểm. Cho nên các bạn hãy đọc thể lệ cuộc thi, đăng ký tham gia, được không nào? Rồi, và trước khi chúng ta đến với lớp học, cô muốn giao lưu với một bạn ở trong lớp. Bạn nào sẵn sàng giơ tay? Giơ tay vẫy vẫy nha, chúng ta vừa giơ tay chào nhau và để cho các thầy cô được biết và sau đó mời một bạn lên giao lưu cùng với cô Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ rồi, mời các thầy cô sẽ mời một bạn lên giao lưu cùng với cô Thảo cũng như các bạn học sinh đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Cô mời bạn mình Võ Giang Ngân. Rồi, cô mời bạn Giang Ngân nha. Rồi, cô chào em. Em sẽ giới thiệu về bản thân mình để giao lưu cùng với cô và các bạn học sinh nha. Em chào cô, em tên là Hình Võ Giang Ngân. Năm nay em học lớp 7, trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai. Em sống tại Đắk Lắk. Ba từ để nói về em là thông minh, tự tin và hiếu thảo. Xin mọi người hãy cổ vũ cho em.
Rồi, cô chào Giang Ngân. Và Giang Ngân, em đã tham gia buổi học của 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường này là buổi thứ mấy? Dạ, buổi thứ 7 cô. Buổi thứ 7 luôn hả? Wow, tức là em... Dạ, tức là tuần trước em cũng tham gia và tuần này em tiếp tục tham gia nữa đúng không nào? Dạ. À, vậy thì em thấy chương trình này giúp cho em được điều gì nè? Dạ, giúp em tính toán thông minh nè, học nhanh hơn để thuộc bài nhanh hơn. À, bạn ấy nói là vì nhờ chương trình này mà bạn ấy biết được phương pháp để học nhanh hơn, nhớ là hơn. Và Giang Ngân đã có chia sẻ cho những bạn bè mình được biết đến và học chương trình này chưa? Dạ rồi con. Rồi, cô cảm ơn Giang Ngân. Và các bạn ở trong Zoom cũng như các bạn ngoài Facebook, hãy nhớ là hãy chia sẻ cho những bạn bè mình cùng được vào học nha. Tại vì đây là những chương trình rất là bổ ích để làm sao bạn mình học tốt thì chúng ta cùng nhau học tốt và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Rồi, và Giang Ngân có khi mà học những cái lớp học như thế này thì em cảm thấy như thế nào? Có vui không? Hay là có chia sẻ điều gì với các thầy cô để cho các thầy cô có thêm động lực để có được nhiều chương trình cho mình trong mùa hè này nào? Dạ, em thấy rất là vui cô. Học rất là vui và được trả lời câu hỏi để được nhận quà. À, được nhận quà nữa, được đúng không nào? Rồi, cô cảm ơn Giang Ngân. Và ngày hôm nay, Giang Ngân cũng hãy tự tin để cho các thầy cô khi mà đưa ra câu hỏi, mình sẽ mạnh dạn mình giơ tay để có cơ hội bốc quà từ cái hộp quà may mắn của cô Thảo nha. Dạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Giang Ngân rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bạn nào đã sẵn sàng cho buổi sáng ngày hôm nay chúng ta được học với cô giáo rất là tuyệt vời trong môn toán của lớp 7, các bạn gõ cho cô SS. Rồi, có nhiều bạn cô chưa kịp nói luôn, các bạn đã biết là chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rồi, chúng ta cùng nhau gõ chữ sẵn sàng ha, để cho cô giáo thấy rằng lớp chúng ta đang rất là chờ đón cô đến với buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, những bạn đang ở ngoài Facebook, các bạn cũng hãy gõ sẵn sàng ha. Rồi, cô chào bạn Trần Minh, bạn Trúc cũng đã gõ sẵn sàng. Rồi, rất là nhiều bạn tin nhắn của cô đang nhảy lên rất là nhiều, chứng tỏ các bạn đang rất là chờ đợi cô giáo. Và trước khi mà cô vào, các bạn sẽ chuẩn bị nước nè, rồi chuẩn bị giấy tập được không? Tại vì nước là một phần rất là quan trọng giúp cho bộ não. Nào, bao nhiêu trong số các bạn đã có nước rồi, giơ tay vẫy vẫy cho cô xem nào. Nhớ chuẩn bị cho mình một ly nước nha. Và bây giờ không để cho các bạn chờ lâu nữa, thì cô xin mời các bạn sẽ ngồi thẳng lưng nào. Chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng, hít một hơi thiệt sâu và mỉm cười để dành nụ cười này để chào đón cô Đỗ Trần Ngọc Lan. Anh Hoan chào đón các con đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Đây là lần thứ 3 chúng ta được gặp nhau và cô Lan đang cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc vì cô được ngồi ở đây để chia sẻ cho các con những bài học, những kiến thức bổ ích về môn đại số lớp 7. Và bài ngày hôm nay chúng ta học đó là bài số 4, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân. Và để chuẩn bị thật tốt cho buổi học ngày hôm nay, các con hãy chuẩn bị cho cô một ly nước nè, bút và sổ để chúng ta ghi chép, máy tính bỏ túi để hỗ trợ cho việc tính toán nha. Và nhớ mở cho cô sách giáo khoa trang 13 và trang 14. Nào các con đã sẵn sàng chưa? Bạn nào đã sẵn sàng rồi thì gõ cho cô sơ sơ nào. À, cô thấy có rất nhiều bạn đã gõ sơ sơ. Như vậy là các con đã sẵn sàng rồi không nào? Và bây giờ các con hãy giúp cô thôi, là các con hãy chia sẻ giúp cô cái buổi học ngày hôm nay nha. Để tất cả những bạn cùng trang lứa với mình nè, các bạn có thể học cái buổi học ngày hôm nay giống như các con nha. Bạn nào đã chia sẻ rồi thì gõ cho cô số 1 nào. Cô thấy có rất nhiều bạn đã chia sẻ nha. Bạn nào chưa biết cách chia sẻ thì chúng ta nhờ ba mẹ của mình chia sẻ nha. Cô chào bạn Anh Khôi. Cô chào bạn Chi, cô chào bạn Huy Hiệu, cô chào các con. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem thiết bị của mình có hoạt động tốt hay không nha. Bạn nào nghe rất rõ lời của cô nói nè thì gõ cho cô chữ R. Rất nhiều bạn đã gõ chữ R, như vậy là âm thanh của các con đang nghe rất là tốt đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gõ nha. Các con hãy cho cô biết là thời tiết ở khu vực các con đang ở nó như thế nào nè. Trời đẹp nè, hay là trời nắng nè, hay là trời mưa nè.
À, cô thấy bạn ghi là trời đẹp nè, có bạn ghi là trời nắng nè, có bạn ghi là trời âm u nè. Ừ, tại vì các con là ở rất nhiều nơi ở trên đất nước Việt Nam ha, nên là thời tiết mỗi nơi nó sẽ khác. Rồi, vậy thì các con cho cô biết là ở khu vực các con ở có ca COVID nào không? À, bạn nào mà khu vực mình ở có ca COVID thì gõ cho cô số 1 nha. Bạn nào không có thì gõ cho cô số 0 nè. À, cô thấy có bạn gõ số 1 nè, có bạn gõ số 0 nè. Không sao hết. Bạn nào mà khu vực mình ở không có ca COVID thì chúc mừng bạn. Con đang ở một nơi rất là an toàn luôn. Còn bạn nào mà khu vực của mình có ca COVID thì các bạn cũng không cần gì phải lo lắng hết. Các con hãy ở nhà nè, tuân thủ là quy tắc 5K nè. Và các con nhớ là tuân thủ chỉ thị 16 ha. Rồi bên cạnh đó là mỗi ngày con hãy thường xuyên tập luyện nè, tập thể dục nè. Rồi và lúc nào cũng giữ cho mình được tươi cười nè, được thoải mái nè. Các con biết không, khi mà chúng ta tập thể dục nè, chúng ta tươi cười nè, vui vẻ nè, thì năng lượng của chúng ta rất là cao luôn. Nên cơ thể nó sẽ có khả năng là phòng chống được mọi bệnh tật luôn. Mà cho dù con có bị mắc bệnh đi chăng nữa thì nhờ cái năng lượng con cao thì con cũng có thể là sẽ chiến thắng bệnh tật và con khỏe mạnh luôn nha. Nên các con nhớ thường xuyên tập thể dục và lúc nào cũng cười thật tươi nha. Nụ cười sẽ đem cho chúng ta nhiều điều may mắn và nhiều điều tốt đẹp đến nha các con. Cô chào bạn Trần Minh. Cô chào bạn Đoàn Thảo. Và bây giờ các con sẽ nghe một bài giảng về tiếng Anh, về bài học ngày hôm nay ha. Đó là bài số 4, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và cộng trừ nhân chia số thập phân. Và cô có 3 yêu cầu đối với các con. Đó là khi các con nghe giảng, các con hãy tập trung nghe bài giảng. Và thứ hai là các con hãy ghi chép lại một số kiến thức cơ bản, hoặc là con ghi chú lại những thắc mắc mà con cần hỏi để lát nữa giao lưu với cô. Và yêu cầu thứ ba đó là hãy giao lưu với cô. Sau khi nghe bài giảng xong, các con hãy tích cực giao lưu cùng với cô. Bạn nào mà có câu hỏi hay nè, tích cực giao lưu với cô nè, có những câu trả lời thật là chính xác, thì bạn đó sẽ nhận được một món quà siêu to khổng lồ của ban tổ chức nha các con. Bạn nào đã sẵn sàng nhận quà của ban tổ chức thì hãy comment cho cô chữ SS nào. Rất nhiều bạn gõ là đã sẵn sàng rồi. Cô cũng sẵn sàng. Rồi, xin mời các con ngồi thẳng lưng lên, mắt hướng nhìn vào màn hình. Chúng ta sẽ nghe bài giảng tiếng Anh nha. Dạ, xin mời ban tổ chức mở bài giảng tiếng Anh cho các con ạ. Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Lee T. Hang. I come from Tanbing Secondary School. Today, I will introduce you to Lesson 4, Absolute Value of Rational Numbers, Addition, Subtraction, Multiplication, and Division of Decimals. In this lesson, please remember the following three core knowledge. Firstly, the concept of the absolute value of a rational number. The absolute value of a rational number is the distance from point X to point 0 on the number line. Recording stop. Recording in progress. The second knowledge that you need to remember is a note in this lesson. The absolute value of x equal to x. If x is greater than or equals to 0, the absolute value of x equal to negative x if x less than 0. The third knowledge that you need to remember is the way to add, subtract, multiply, divide decimal numbers. We have the following two ways to do. The first one is that we write under the form of a fraction, then do calculus. The second one is that we calculate based on the rule as the same to the integer. Now we will get together to study partial knowledge of this lesson. Firstly, the absolute value of a rational number, we have the following concept. The absolute value of a rational number x signifies the distance from the point x to point 0 on a number line. For example, fill the gap in the following sentences. If x equals 3.5, what is the absolute value of x? At that time, the absolute value of x will be equal to the absolute value of 3.5 and be 3.5. If x equals negative 4 over 7, the absolute value of x will be equal to the absolute value of negative 4 over 7 and equals 4 over 7. Sentence B. If x is greater than 0, the absolute value of x will be equal to x. If x equals 0, the absolute value of x equals the absolute value of 0 and equals 0. X is less than 0, the absolute value of x will be equal to negative x. And from the content of sentence B, we find out a comment.
The absolute value of x is equal to x if x is greater than or equal to 0. The absolute value of x is equal to negative x if x is less than 0. In addition, with all x belong to rational number set, we always have the following statements. The absolute value of x is greater than or equal to 0. The absolute value of x is equal to the absolute value of negative x, and the absolute value of x is always greater than or equals to x. Next, we learn the second content of knowledge in the lesson, adding, subtracting, multiplying, dividing the decimal numbers. For adding, subtracting, multiplying, and dividing the decimal number, we can write under the form of decimal numbers and then follow the rules of calculation that we have known about fraction. However, in practice, we often add, subtract, multiply the decimal number according to the rules about the absolute value and sign as the same to the integer, and when dividing the decimal number x to decimal number y. We have a note, quotient hold sign plus if x and y have the same sign, quotient holds negative if x and y have different sign. For instance, I have the following example. Calculate sentence A, -3.116 plus 0.263. In practice, we will often calculate as the same to this integer. We will lay minus outside. Inside parentheses, we will have 3.116 minus 0.263, and the result is -2.853. In sentence B, -3.7 is multiplied by -2.16. Minus sign with minus sign, its result will be plus sign. Multiplying -3.7 and -2.16, we have the result 7.992. Continuing to the second example, let's find x. Sentence A, the absolute value of x equals to 1 over 5. We find out x equals to 1 over 5 or x equals -1/5. In sentence B, the absolute value of x minus 1.7 is equal to 0.3. There is a calculation in the absolute value sign. The right side is 0.3 is a positive number. At that time, we will have two cases. The first case, x minus 1.7 equals 0.3. Using the transposable rule in here, I will find out x equals 0.3 plus 1.7 and x equals 2. The second one, x minus 1.7 equals -0.3. At that time, x will be equal to -0.3 plus 1.7 and x equals 1.4. In sentence C, the absolute value of x equals 0. I only have a case, x equals 0. In conclusion, in the content of lesson 4, the absolute value of a rational number adds, subtracts, multiplies, divides the decimal number. Please remember the following three core knowledge. Firstly, the concept of the absolute value of a rational number. It is the distance from point x to the point that 0 in the number line can signify the absolute value of x. Secondly, pay attention to the absolute value of x, which is equal to x. If x is greater than or equal to 0, equal to negative x if x is less than 0. The third knowledge, you need to remember the way to add, subtract, multiply, divide the decimal number. We have two ways to calculate. The first one is that write under the form of fraction and then carry out calculations. The second one is the rules as the same to integer. The content of the lesson is over here. Thank you for listening carefully. See you again at the Super Memory for Schools program next time. Vừa rồi các con đã nghe bài giảng bằng tiếng Anh ha. Các con nghe bài giảng và các con hiểu được bao nhiêu phần trăm là thì con hãy gõ vào ô chat cho cô nha. Ví dụ như là cô Lan xem cái đoạn video vừa rồi, cô Lan chỉ hiểu được có 30% thôi. Thì cô Lan sẽ gõ số 30 ha. Cô thấy có bạn gõ 100%, có bạn gõ 20%, có bạn gõ 0%, có bạn gõ 50%. Không sao hết. Bởi vì tiếng Anh nè, đối với tụi con là đôi khi nó còn mới mẻ ha. Nếu mà các con thường xuyên luyện tập nè, thường xuyên nghe tiếng Anh nè, thì cái năng lực nghe của các con nó sẽ tốt hơn ha. Cô bật mí cho các con nha. Trên trang siêu chính học đường.com đó, nó có hai phiên bản. Phiên bản tiếng Anh nè, phiên bản tiếng Việt nè. Các con có thể mỗi ngày các con lên đó ha, các con nghe phiên bản tiếng Anh trước, rồi các con nghe phiên bản tiếng Việt. Cô tin chắc rằng á, là sau một thời gian mà thường xuyên rèn luyện, chắc chắn là khả năng nghe tiếng Anh của các con nè sẽ tốt hơn nè, các con sẽ nghe được nhiều hơn. Được chưa nào? Và các con nên nhớ là bây giờ chúng ta là đang ở thời đại 4.0 nè, tiếng Anh nó rất là cần thiết nè.
Rồi sau này mà khi các con lớn nè, công việc của các con đòi hỏi là cần phải có ngoại ngữ nè, cần phải có tiếng Anh nè. Rồi có thể có một số bạn là giỏi nè, có điều kiện thì mình đi du học nè, hoặc là mình có nhiều tiền mình đi du lịch thế giới nè, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh rất là nhiều ha. Nên là các bạn hãy lên trang siêu trí nhớ học được .com để rèn luyện khả năng nghe tiếng Anh của mình nha các con. Bạn nào đồng ý sẽ lên đó để rèn luyện khả năng nghe tiếng Anh nè, thì gõ cho cô số 1 nào. Cô thấy có rất nhiều bạn quyết tâm sẽ thực hiện nghe tiếng Anh nhiều hơn. Rồi, cô cảm ơn các con nha. Và bây giờ các con sẽ hiểu rõ bài này hơn thông qua phiên bản tiếng Việt nha. Xin mời ban tổ chức mở phiên bản tiếng Việt cho các con ạ. Nhớ là tập trung nha các con. Xin chào các em học sinh đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô là Lê Thị Hạnh, cô đến từ trường Trung học cơ sở Tân Bình. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em nội dung bài học số 4, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân. Trong nội dung bài học này, các em hãy nhớ 3 kiến thức trọng tâm sau đây. Thứ nhất, khái niệm về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Thì giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số và được ký hiệu giá trị tuyệt đối của x. Kiến thức thứ hai các em cần nhớ đó là một cái chú ý trong bài. Giá trị tuyệt đối của x có thể bằng x nếu x lớn hơn bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x bằng âm x nếu x nhỏ hơn 0. Kiến thức thứ ba các em cần nhớ đó là cách cộng trừ nhân chia số thập phân. Chúng ta có hai cách thực hiện như sau. Cách thứ nhất, chúng ta viết dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính. Cách thứ hai là chúng ta tính theo những quy tắc tương tự như đối với số nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu từng phần kiến thức của bài học này. Thứ nhất, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Chúng ta có khái niệm như sau. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được ký hiệu là nó là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số. Ví dụ, điền vào chỗ trống trong những câu sau đây. Nếu x bằng 3,5 thì giá trị tuyệt đối của x bằng bao nhiêu? Khi đó giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 3,5 và bằng 3,5. Nếu x bằng âm 4/7 thì giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng giá trị tuyệt đối của âm 4/7 và bằng 4/7. Câu B. Nếu x lớn hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng x. Nếu x bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 0 và bằng 0. Nếu x nhỏ hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng âm x. Và từ nội dung câu B chúng ta rút ra một cái nhận xét như sau. Giá trị tuyệt đối của x bằng x nếu x lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x bằng âm x nếu x nhỏ hơn 0. Ngoài ra, với mọi x thuộc tập hợp số hữu tỉ, chúng ta luôn có những điều sau đây. Giá trị tuyệt đối của x lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của âm x. Và giá trị tuyệt đối của x luôn lớn hơn hoặc bằng x. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu nội dung kiến thức thứ hai của bài, đó là cộng trừ nhân chia số thập phân. Thì để cộng trừ nhân chia số thập phân, chúng ta có thể viết chúng dưới dạng các phân số thập phân, rồi làm theo các cái quy tắc phép tính đã biết về phân số. Tuy nhiên, trong thực hành, chúng ta thường cộng trừ nhân hai số thập phân theo những cái quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên. Và khi chia số thập phân x cho số thập phân y, thì chúng ta có một cái chú ý như sau. Thương mang dấu cộng nếu x và y cùng dấu. Thương mang dấu trừ nếu x và y khác dấu. Chẳng hạn, cô có ví dụ như sau. Tính câu A, âm 3,116 cộng 0,263. Thì trong thực hành chúng ta
làm như số nguyên. Đó là chúng ta sẽ đặt dấu trừ ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn 3,116 trừ 0,263 và được kết quả là -2853. Còn ở câu B, -3,7 nhân -2,16 thì âm nhân âm kết quả nó sẽ ra dấu dương. 3,7 nhân 2,16 ta được kết quả là 7,992. Tiếp tục cô có ví dụ thứ hai, tìm x biết câu A giá trị tuyệt đối của x bằng 1/5 thì chúng ta suy ra được x bằng 1/5 hay x bằng -1/5. Ở câu B, giá trị tuyệt đối của x trừ 1,7 bằng 0,3 thì trong dấu giá trị tuyệt đối là một phép toán, vế phải 0,3 là một số dương. Khi đó chúng ta sẽ chia được hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, x trừ 1,7 bằng 0,3. Dùng quy tắc chuyển vế ở đây, tôi sẽ suy ra được x bằng 0,3 cộng 1,7 và x bằng 2. Trường hợp thứ hai, x trừ 1,7 bằng -0,3. Thì khi đó x sẽ bằng -0,3 cộng 1,7 và x bằng 1,4. Còn ở câu C, giá trị tuyệt đối của x bằng 0 thì tôi chỉ có một trường hợp, đó là x bằng 0. Nói tóm lại, trong nội dung của bài học số 4, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân, các em hãy nhớ 3 kiến thức trọng tâm sau đây. Thứ nhất, khái niệm về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, nó là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số và được ký hiệu là giá trị tuyệt đối của x. Thứ hai, chú ý, giá trị tuyệt đối của x bằng x nếu x lớn hơn hoặc bằng 0, bằng -x nếu x nhỏ hơn 0. Kiến thức thứ ba các em cần nhớ, đó là cách cộng trừ nhân chia số thập phân. Chúng ta có hai cách thực hiện. Cách thứ nhất, viết dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính. Cách thứ hai, chúng ta thực hiện các cái quy tắc tương tự như đối với số nguyên. Nội dung bài học này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã chú ý và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau. Vừa rồi các con đã nghe phiên bản tiếng Việt nè. Thế bạn nào có những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc liên quan tới nội dung bài học dành cho cô không? Thì các con giơ tay nha. Bạn nào có câu hỏi liên quan đến nội dung bài học dành cho cô không nè? Thắc mắc gì con cứ mạnh dạn giơ tay. Dạ xin mời ban tổ chức chọn cho cô một bạn giơ tay. À vậy là không có bạn nào có câu hỏi dành cho cô đúng không? Vậy là trong cái quá trình nghe bài giảng là các con đã rất tập trung phải không? Hay là các con đã hiểu hết nội dung của bài rồi phải không nào? Vậy bây giờ cô sẽ có một số câu hỏi dành cho các con ha. À cô thấy có một số bạn giơ tay này. Dạ xin mời ban tổ chức chọn một bạn cho cô. Cô mời bạn bạn Nguyễn Thạch Thái Hòa. Rồi, cô chào Thái Hòa. Mở mic lên nha. Thái Hòa ơi, cô chào con. Con hãy giới thiệu mình được không? Thưa cô, con tên là Nguyễn Thạch Thái Hòa. Năm nay học lớp 7. Ba từ nói dù con là chăm chỉ, vâng lời và yêu thương. Xin các bạn hãy cổ vũ cho bạn Thái Hòa nha. Rồi, Thái Hòa có thắc mắc gì dành cho cô nào? Thưa cô, con thắc mắc là từ điểm... Con thắc mắc là từ... Khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số có nghĩa là gì vậy cô? À, ở cái bài trước á, chúng ta đã học về số hữu tỉ rồi và chúng ta đã biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số đúng không? À, cô ví dụ như là số 2 đi. À, từ điểm số 2 tới điểm số 0 thì nó cách nhau mấy đơn vị vậy con? Từ số 0 tới số 2 là cách nhau mấy đơn vị? Cách nhau 2 đơn vị ha con. Vậy thì từ khoảng cách từ điểm 2 tới điểm 0 đó là 2. Như vậy ta sẽ có giá trị tuyệt đối của số 2 bằng 2. Được chưa con? À, hoặc là con có là điểm -3,5, số -3,5 nè, trên trục số nè, nó cách cái điểm số 0 là 3,5 đơn vị. Vậy thì con sẽ có trị tuyệt đối của -3,5 bằng 3,5. Rồi con hiểu chưa? Rồi, một câu hỏi rất là hay ha. Rồi cô cảm ơn bạn Thái Hòa.
Rồi, có bạn nào còn thắc mắc thì hỏi cô không? Rồi, không có bạn nào có thắc mắc thì hỏi cô. Vậy thì cô sẽ nhờ một bạn hãy nhắc lại cho cô khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x. Được chưa? Hay là bạn Thái Hoài hồi nãy bạn thắc mắc đúng đó. Bây giờ bạn có thể trả lời câu này được không? Bạn Thái Hoài ơi, thắc mắc của con hồi nãy rất là hay ha. Bây giờ con có thể nhắc lại cho cô nè, thế nào là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được không? Dạ thưa cô, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ là từ số 0 đến số 2 là cách được hai đơn vị. Còn ví dụ là -3/5, từ số 0 cho đến -3/5 á, thì mình chia ra là được mấy đơn vị, xong rồi mình chia ra xong rồi mình có thể là biết cái số đó là -3/5 là chia được vẫn là -3/5. Điểm -3/5 nó sẽ cách điểm 0 là 3/5 đơn vị, nên là chỉ tuyệt đối của -3/5 sẽ bằng là 3/5, đúng không? Ừ, nhưng mà cô muốn hỏi tổng quát hơn là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x bất kỳ á con. Có nhớ được không? Giá trị tuyệt đối. Rồi bạn không nhớ được, vậy thì cô sẽ mời một bạn khác nha. Con sẽ có cơ hội lần sau nha con. Dạ, xin mời ban tổ chức chọn một bạn khác cho cô. Cô mời bạn Cao Lê Triệu Khánh. Rồi mời Triệu Khánh, mình mở mic Zalo với cô nha. Cô chào Triệu Khánh, con hãy giới thiệu về mình đi. Dạ, chào cô. Con tên là Cao Lê Triệu Khánh. Ba từ anh nói về con là hài hước, dũng cảm và tự tin. Mong mình hỏi cụ cho con. Cô đang thấy trước mắt cô là một cô bé rất là tự tin nè, và cũng có vẻ rất là vui vẻ hài hước, đúng không? Con có thể nhắc lại cho cô khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được không nào? Dạ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số. Đúng rồi, câu trả lời của con rất là xuất sắc ha. Cô mời các con nhìn lên màn hình. Rồi, ta có giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, ta ký hiệu là như vậy ha, là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số. Rồi, và giá trị tuyệt đối của x sẽ có hai trường hợp. Trường thứ nhất là sẽ bằng chính nó nếu x là số 0 âm, và bằng số đối của nó nếu x là số âm. Được chưa? Các con hãy ghi nhớ kiến thức này nha. Và bạn hồi nãy phát biểu cho cô rất là hay nè, và con ráng làm thêm cho cô một bài tập nhỏ sau để mình lấy quà nha con. Rồi, bài tập của chúng ta như sau. Các bạn trong phòng Zoom và ngoài phòng Zoom này, nếu chúng ta biết kết quả thì chúng ta cũng có thể gửi vào ô chat nha các con. Rồi con ơi, con hãy trả lời tiếp cho cô được không? Dạ, khẳng định đúng là câu A với là... Câu A với là câu nào? Rồi, bây giờ chúng ta sửa từng câu nha. Theo con, vì sao câu A là khẳng định đúng? Dạ, bởi vì giá trị tuyệt đối mà là số âm thì khi ra kết quả nó sẽ là số dương. Đúng rồi, bởi vì trong trị tuyệt đối là đây là số âm nè, thì trị tuyệt đối của số âm sẽ bị đổi dấu thành là số dương ha. Rồi, câu C đúng không cô? Câu C đúng, như vậy là câu B là con sẽ khẳng định nó đúng hay sai? Dạ sai, bởi vì là nếu như mà giá trị tuyệt đối là số âm thì kết quả không thể nào là số âm được cô. Đúng rồi, bởi vì nhớ là trị tuyệt đối, kết quả của giá trị tuyệt đối luôn là một số không âm ha, nên đây là sai. Rồi câu C. Dạ câu C là đúng, bởi vì là trừ với lại trừ thì nó sẽ thành cộng. Còn giá trị tuyệt đối của âm 6,8 là bằng bao nhiêu vậy con? Dạ bằng 6,8. Đúng rồi, giá trị tuyệt đối của âm 6,8 là 6,8 ha. Còn ở đây không phải là mình đọc trừ với trừ nha con, mà mình sẽ đọc là số đối của âm 6,8. Số đối của âm 6,8 thì bằng 6,8 ha. Và đây là biểu thức đúng. Con rất là giỏi, con xứng đáng nhận được một phần quà của ban tổ chức. Dạ xin mời ban tổ chức. Triệu Khánh ơi, cho cô xin số điện thoại của con nha. Dạ số điện thoại của mẹ là 0983 rồi 502 502 dạ 272 272, cô đọc lại nha.
0983 502 272. Dạ đúng rồi. Rồi cô cảm ơn Triệu Khánh. Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, cô à, ban tổ chức ơi, không cho bạn Khánh được bốc thăm chọn quà ạ. Đây chính là hộp quà may mắn ngày hôm nay của bạn Khánh. Rồi với gương mặt thì Khánh đang rất là tự tin rồi. Bây giờ chỉ còn là chúng ta bốc quà nữa thôi. Thì cô sẽ có lá thăm là từ 1 cho đến 10 được không nào? Thì Khánh sẽ chọn cho cô một cái phiếu thăm ha. Một cái phiếu thăm thì em sẽ xem là mình thích số nào thì hãy chọn cho cô. Sau đó cô sẽ mở món quà. Dạ số 4. À số 4 rồi. Các bạn sẽ cùng chờ đón xem số 4 là gì ha. Có rất là nhiều quà nha, các bạn sẽ cùng xem. À với số 4 bạn ấy chọn đâu rồi? Đây. Cô đã tìm ra con số 4. Triệu Khánh có thấy hồi hộp khi mà cô chuẩn bị bốc quà không? Dạ có. Rồi và bạn sẽ nhận được một phần quà gồm nón nè, khẩu trang và túi canvas có logo siêu trí nhớ học đường. Xin chúc mừng Triệu Khánh ha. Và cô chúc dạ, cho em cảm ơn sẽ có một buổi học thiệt là tuyệt vời cùng với 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường được không nào? Dạ. Rồi, cô cảm ơn Triệu Khánh rất là nhiều và xin mời cô Ngọc Lan tiếp tục ạ. Một lần nữa cô Lan xin chúc mừng Triệu Khánh nha. Con đã rất là xuất sắc ngày hôm nay và các bạn còn lại các con hãy mạnh dạn, hãy tự tin nha. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để nhận quà nữa nào. Và tiếp theo sẽ là một cơ hội để các con nhận quà nữa nha. Xin mời các con nhìn lên màn hình. Rồi, sau đây cô có bài tập thứ hai, đó là bài tập tìm ích. Con hãy sử dụng những cái kiến thức mà các con đã học ở trong bài giảng ha và làm cho cô bài tập sau. Và cô có một yêu cầu, đó là các con hãy làm trong vở trước và các con làm trong 3 phút. Sau khi cô nói hết giờ thì các con hãy gõ kết quả vào ô chat. Nhớ là chúng ta phải đúng luật, hết giờ chúng ta mới gõ kết quả vào ô chat. Thấy chưa? Bạn nào mà gõ sớm quá thì coi như là chúng ta bị rơi vào ô, mất lượt nha các con. Thời gian bắt đầu. Các bạn ngoài phòng Zoom, các con cũng làm và gửi kết quả vào phần bình luận sau khi hết giờ nha. Cô Lan thấy là có rất nhiều bạn tập trung làm bài nè, ghi chép rất là cẩn thận luôn. Cô Lan thấy rất là vui nha. Các con cố gắng nào. Bạn nào mà làm xong thì chúng ta gõ chữ xong thôi nha. Nhớ là chỉ gõ chữ xong thôi. Rồi chúng ta còn một phút để làm bài nha các con. Chúng ta còn hơn 30 giây nha. Các con nhanh tay nào.
Bạn nào làm xong thì chúng ta gọi chữ xong cho cô nha. Cô thấy có một số bạn đã giơ tay rồi đó. Rất nhiều bạn đã giơ tay. Những bạn khác còn lại chúng ta nhanh chóng nha, lên hết giờ rồi. Rồi, bây giờ hết giờ. Dạ xin mời ban tổ chức chọn cho cô một bạn nè. Rồi, xin mời bạn Phạm Nguyễn Hoàng Đan nha. Rồi, Hoàng Đan sẽ bật mic và sau đó trả lời với cô giáo nha. Dạ, con chào cô ạ. Cô chào Hoàng Đan. Con ơi, con hãy giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, con tên là Phạm Nguyễn Hoàng Đan. Con đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Ba từ nói về con là tự tin, trung thực và năng động, cho mọi người cùng cho con. Cảm ơn vũ trụ ngày hôm nay đã đưa con đến với cô ha. Con ơi, con hãy chia sẻ đáp án của con cho cả lớp chúng ta được biết nào. Đáp án của con là câu A là bằng x bằng 0.35, câu B là x bằng 0.53 và câu C là 7/12 ạ. Bạn Đan ơi, ở đây là x bằng 0 chấm bao nhiêu con, câu A đó? Dạ con lộn 0.37 ạ. Con ra x là chỉ có một trường hợp bằng 0.37 thôi hả? Dạ đúng rồi. Rồi còn câu B là con đó x bằng bao nhiêu? Dạ 0.53. 0.53. Rồi cô cảm ơn bạn ha. Còn bạn nào có kết quả khác không? Để xin mời ban tổ chức chọn cho cô một bạn có kết quả khác nào. Rồi. Và cô cảm ơn bạn Hoàng Đan nha. Bây giờ cô xin phép được mời bạn Trương Như Quỳnh. Rồi, Như Quỳnh sẽ. Rồi, cô chào Như Quỳnh. Rồi, Như Quỳnh sẽ bật mic ha. Cô chào Như Quỳnh. Rồi, Như Quỳnh ơi. Con chào cô. Như Quỳnh ơi, con hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con xin chào tất cả các quý thầy cô cùng với các bạn tham dự chương trình nắm thuật bài cùng sĩ học đường. Con tên là Trương Như Quỳnh, năm nay con 12 tuổi. Tuổi nói về con là hiếu thảo, tự tin và chăm chỉ, mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, Như Quỳnh ơi, con hãy nói cho cô đáp án câu A nè. Dạ thưa cô, đáp án câu A của con là âm 0.37. Còn đáp án câu B của con là âm 15.3. Còn đáp án câu C của con là 5/12. Rồi, đáp án của bạn là gần đúng rồi, hơi thiếu một chút xíu. Dạ xin mời ban tổ chức chọn một bạn khác cho cô. Bạn Đan với lại bạn Quỳnh Như là đáp án của mình hơi thiếu một chút xíu ha con. Chọn thêm một bạn nữa đúng không cô? Dạ vâng. Dạ rồi. Và bây giờ cô xin mời một bạn nam đi ha. Rồi cô xin mời bạn. Các bạn sẽ sẵn sàng ha. Cô đang làm các bạn hồi hộp rồi. Cô sẽ mời bạn Xuân Nhật. Rồi bạn Xuân Nhật sẽ lên giao lưu ha. Rồi Xuân Nhật sẽ bật mic và sau đó trả lời câu hỏi của cô Ngọc Lan nha. Cô chào Xuân Nhật. Con chào cô, con chào Xuân Nhật. Con học lớp 7 trường High School Ninh Thuận. Và từ đó con là sáng tạo, chú Thảo, học giỏi. Xin các bạn cổ vũ cho mình. Cô chào Xuân Nhật ha. Xuân Nhật ơi, con hãy chia sẻ đáp án câu A của con nào. Dạ, đáp án câu A của con là một là 0.37 hoặc là 0.37. Đúng rồi, đây là đáp án đầy đủ nhất nha. Và con có nhớ là mình sử dụng công thức gì không? Rồi, thôi để cô nhắc nha. Chúng ta sử dụng cái công thức mà chúng ta học ở lớp 6 đó. Đó là trị tuyệt đối x bằng a, với a là số dương. Thì khi bỏ trị tuyệt đối ta sẽ có hai trường hợp, đó là x bằng a hoặc là x bằng trừ a ha. Rồi, như vậy ở đây câu A sẽ có hai đáp số, đó là x bằng 0.37 hoặc là x bằng âm 0.37. Rồi ở câu B con ra x bằng bao nhiêu? X bằng
bằng 5,3 với 5,3. À, bạn nói x bằng âm 5,3 với 5,3. Rồi, kết quả này thì nó chưa có chính xác lắm. Rồi cô mời con nhìn lên màn hình nha. À, đầu tiên là ở đây là ta thấy chữ tuyệt đối nè. Chúng ta sẽ hạ xuống và chúng ta sẽ chuyển vế. Cộng 5,3 chuyển qua vế phải thành là trừ 5,3 ha. Như vậy chữ tuyệt đối x bằng âm 5,3. Rồi Nhật ơi, con cho cô biết nè. Chữ tuyệt đối của x bằng âm 5,3. Mình có tìm được số x nào mà ra chữ tuyệt đối bằng số âm không con? Hồi nãy mình có định nghĩa ha. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số. Mà khoảng cách thì có bao giờ là số âm không con? À, khoảng cách thì không thể nào là số âm được. Cho đó trị tuyệt đối mà bằng số âm thì đây là một điều vô lý. Và khi trị tuyệt đối bằng số âm vô lý thì chúng ta sẽ không tìm được x khỏi đề bài ha. Vậy các con nhớ cho cô nha. Khi làm toán tìm x mà trị tuyệt đối bằng một số âm thì chúng ta sẽ kết luận là vô lý, không tìm được x khỏi đề bài. Rồi, và ngoài ra còn một trường hợp nữa, đó là trị tuyệt đối của x bằng 0 thì ta suy ra được x bằng 0. Được chưa? Ba công thức chúng ta cần nhớ nha. Rồi, bạn Nhật đã trả lời rất là chính xác câu A. Câu B bạn thiếu chút xíu, nhưng mà cô gợi ý bạn vẫn trả lời tốt. Bạn xứng đáng nhận một phần quà của ban tổ chức nào. Hãy xin mời ban tổ chức. Dạ rồi, và chiếc hộp may mắn của cô Thảo lại xuất hiện rồi đây. Bây giờ Xuân Nhật có hồi hộp xem là mình sẽ nhận được món quà gì không nào. Xuân Nhật, bây giờ cô Thảo sẽ có từ số 1 cho đến số 10. Bây giờ Xuân Nhật hãy nghĩ xem mình thích con số nào thì hãy chọn ra cho cô một con số để cô Thảo bốc thăm trong chiếc hộp may mắn ngày hôm nay nha. Số 3. Số 3 đúng không nào? Rồi bây giờ Xuân Nhật cùng với các bạn sẽ chờ đón xem khi mà cô Thảo mở chiếc hộp này chọn số 3 là con số mà bạn Xuân Nhật. À, cô đã thấy được món quà của bạn Xuân Nhật rồi. Xuân Nhật có hồi hộp không nào? Rồi, đây là một món quà rất là đặc biệt ha. Rồi, đây là số 3 nha Xuân Nhật. Số 3 mà Xuân Nhật đã chọn. Và phần quà của bạn ấy là một combo quà gồm túi, khẩu trang và nón siêu trung nhân học đường. Và đặc biệt nè, sau tay cô Thảo là thêm 100.000 đồng nữa. Chúc mừng bạn Xuân Nhật. Rồi bây giờ Xuân Nhật sẽ đọc số điện thoại cho các thầy cô để ghi nhận và gửi quà về cho mình nha. Chúc mừng con số 3 mà Xuân Nhật đã chọn nào. Dạ, em đọc số điện thoại nha. Có số điện thoại riêng cô. Rồi em có thể là đọc số điện thoại, có thể là để cho dễ thì em có thể đọc số điện thoại của ba mẹ cũng được. Số điện thoại của mẹ là 078 và số 38128. Dạ rồi, ban tổ chức đã ghi kịp chưa ạ? Cho cô nhắc lại nha, 078 36 38128, đúng không Nhật? Dạ. Rồi, cô cảm ơn Xuân Nhật và chúc mừng Xuân Nhật đã có một món quà rất là đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và các bạn còn lại cũng hãy nỗ lực để các thầy cô đã giúp cho mình có được những phần quà nha. Chúc mừng Xuân Nhật một lần nữa và xin mời cô Ngọc Lan sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Một lần nữa cô chúc mừng Xuân Nhật nha. Hôm nay con rất là may mắn đó con biết không? Các bạn khác chúng ta cũng mạnh dạn tự tin nha. Cô còn câu C đúng không nào? Rồi bây giờ các con nhìn lên màn hình nha. Và xin mời ban tổ chức chọn dùng cô một bạn để chia sẻ cách làm câu C ạ. À, rồi, bạn nào biết thì các bạn sẽ giơ tay nha và nhớ là sẽ bật camera. Rồi, và cô xin mời bạn Hoàng Thể Long Nhật. Rồi, Long Nhật có... rồi Long Nhật sẽ bật mic nha. Em chào cô. Cô chào con hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con tên là Hoàng Thế Long Nhật. Ba từ để nói về con là thông minh, sáng tạo, hoạt bát. Xin mọi người cổ vũ cho con. Rồi Nhật ơi, con hãy chia sẻ cách làm câu C cho mọi người được biết nè con. Dạ, thưa cô là con tách không phải con tách 3/4 ra
Cô sẽ gửi chút xíu nha. Rồi chỗ này là mình thấy trong trừ tuyệt đối là một phép tính nè, tính cộng nè. Rồi nhưng mà bên đây là mình vẫn thấy còn cái số hệ tự do ở đây nè con. Vậy chúng ta sẽ nên làm động tác gì ha? Trước khi chúng ta áp dụng công thức ở trên cô giới thiệu thì chúng ta phải làm gì? Hoán đổi. Không phải hoán đổi mà chúng ta sẽ dùng quy tắc chuyển vế ha. Trừ 1/3 mình chuyển qua thành gì nè con? Trừ 1/3 thì con sẽ chuyển qua thành gì? Cộng 1/3 đúng không? Rồi con ra kết quả là bao nhiêu nè? Kết quả ở đây phép tính này là bao nhiêu? Dạ kết quả của phép tính đó là âm 0,37. Kết quả là âm 0,37. Chỗ này con bấm máy tính cho cô được không? 1 cộng 1/3 ra bao nhiêu nè con? Dạ con tính. Rồi con bấm nhanh nha. Dạ. Ra bao nhiêu vậy con? Bằng 4/3 con. Đúng rồi, bằng 4/3 ha. Rồi, vậy tới đây là vế trái là trừ tuyệt đối nè, vế phải là số 4/3 và đây là số dương đúng không? Vậy thì tìm ích thì ở đây chúng ta phá trừ đối ra thì chúng ta sẽ có mấy trường hợp đây con? Thì tôi đối bằng số dương này chúng ta sẽ có mấy trường hợp? Hai trường hợp. Hai trường hợp đó là trường hợp chuyển 3/4. Đây nè. Rồi. Khi mà bế bên phải là số dương ha thì áp dụng công thức ta sẽ có hai trường hợp. Trường thứ nhất đó là x cộng 3/4 bằng 4/3, hoặc trường hợp thứ hai đó là x cộng 3/4 bằng -4/3. Rồi con hãy giúp cô giải trường hợp thứ nhất đi. X ra bằng bao nhiêu? Thì mất ở đây chúng ta sẽ áp dụng quy tắc gì tiếp theo đây con? Quy tắc chuyển vế. Chuyển vế. Rồi chúng ta sẽ chuyển hạng tử ra đây. Chuyển 3/4 qua. Chuyển qua thành phép gì? Phép trừ. Đúng rồi. Và mình ra kết quả là bao nhiêu? Con bấm máy tính đi cho nhanh nha. Dạ. Mà bao nhiêu vậy con? 28/12 thôi. 28/12 hả? Để cô coi có giống kết quả của cô không nha. Không phải rồi, là 7/12 chứ. Rồi không sao, chúng ta còn một trường hợp nữa. Thế trường hợp thứ hai này chúng ta làm như thế nào vậy con? Trường hợp này mình đổi dấu. Mình cũng chuyển vế đổi dấu luôn. Vậy mình chuyển qua thành gì? Chuyển ra thành 4/ chuyển thành -4/3 trừ cho 3/4. Đúng rồi. Rồi bà con bấm máy tính đi, kết quả này x bằng bao nhiêu? Để chờ con tí cô. Bấm cẩn thận nha. Rồi xong chưa con? Chưa cô, chờ con tí. Chết rồi. Con quên con mất tích. Rồi xong chưa con ơi?
Sắp xong rồi cô ơi. Âm 25 phần 12 cô. À ra âm 25 phần 12, kết quả chính xác. Rồi mặc dù là bạn trả lời còn hơi run một chút xíu nên bạn chúng ta nói nó hơi vấp chút xíu ha. Nhưng mà bạn đã làm được rồi. Và bạn xứng đáng nhận được một phần quà của ban tổ chức nào. Dạ xin mời ban tổ chức. Rồi mặc dù là Long Nhật tính hơi lâu nhưng mà bạn ấy cũng đã cuối cùng cũng đã nhờ cô Ngọc Lan tìm ra được đáp án rồi, và chắc chắn là với món quà ngày hôm nay sẽ là động lực cho Long Nhật tiếp tục tham gia chương trình cũng như là học tập thiệt là tốt ha. Và trong hộp quà này sẽ có rất là nhiều tấm thẻ may mắn, và bây giờ Long Nhật sẽ giúp cô chọn ra một tấm thẻ từ số 1 đến số 10. Em thích con số nào thì cô Thảo sẽ chọn ở trong này ha. Em chọn số 9 luôn. Số 9. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón xem với số 9 này Long Nhật sẽ nhận được món quà gì. Rồi cô đã bóc ra được số 9 ha. Rồi bây giờ cô chúc mừng Long Nhật sẽ nhận được một phần quà gồm combo nón, khẩu trang và túi có logo siêu trí nhớ học đường, để chúng ta có một bộ dụng cụ thật là tuyệt vời trong năm học mới này nha. Chúc mừng Long Nhật. Và Long Nhật hãy để lại đọc cho các thầy cô biết số điện thoại của ba hoặc mẹ mình để cho các thầy cô có thể gửi về phần quà cho mình được không nào? Dạ. Số điện thoại của mẹ em là 0398 332 939. Rồi, cô cảm ơn Long Nhật rất là nhiều và chúc Long Nhật sẽ học tập thiệt là tốt và có thêm động lực để những giờ tiếp theo cũng sẽ vào học cùng với các thầy cô để biết thêm được nhiều kiến thức tuyệt vời Long Nhật nha. Dạ. Rồi, cô cảm ơn Long Nhật và xin mời cô Ngọc Lan sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Một lần nữa cô chúc mừng Long Nhật nha. Lần sau con cố gắng tự tin, bình tĩnh hơn nha con. Con làm được mà. Và bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi. Cô sẽ nhờ một bạn dựa vào sơ đồ tư duy của cô và hãy tóm tắt lại, hệ thống lại toàn bộ kiến thức chúng ta đã học ngày hôm nay nha. Rồi cô mời các con nhìn lên màn hình. Rồi, dạ xin mời ban tổ chức chọn một bạn cho cô. Cô xin mời bạn Ngô Gia Linh. Rồi. Cô chào Gia Linh. Gia Linh mở mic của mình đi con. Con chào cô. Gia Linh ơi, con hãy giúp cô hệ thống toàn bộ kiến thức mà lớp chúng ta đã học ngày hôm nay nha. Dạ. Con có biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu không? Dạ, con bắt đầu từ khái niệm thôi cô. Đúng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ hướng 1 giờ nha. Dạ. Khái niệm sẽ gồm có là khoảng cách, là từ số hữu tỉ, là từ ít đến số không trên đang thay đổi mức cùng. Không sao, mình cứ bình tĩnh mình nói nha con, không sao hết. Các bạn cổ vũ cho bạn mình nha. Dạ, khoảng cách là từ biểu diễn số từ ít đến không trên trục số. Và khái niệm về ký hiệu là ký hiệu là gạch thẳng, ít rồi gạch thẳng, đúng không? Rồi, gì nữa? Ký hiệu là rồi, giờ tới phần chú ý đi con. Ký hiệu là giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Giá trị tuyệt đối của ít ha. Rồi, chúng ta có phần chú ý nào? Chú ý là giá trị tuyệt đối của ít là nếu ít mà lớn hơn hoặc bằng không thì ít sẽ là dương, còn nếu như mà ít mà âm ít nếu sẽ bằng âm ít nếu như mà ít mà bé hơn không. Rồi tới bên đây. Dạ, cộng trừ nhân chia giá trị tuyệt đối là một là chúng ta chuyển thành phân số, sau đó là tính như là số nguyên. Thứ hai, mình tính thành mình
chuyển phân số rồi viết. Xong rồi là cách thứ hai là tính số nguyên. Ừ, rồi cô cảm ơn con. Vậy chúng ta hơi run một chút nhưng mà bạn chúng ta đã hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài ngày hôm nay rồi. À, dạ xin mời ban tổ chức tặng quà cho bạn ạ. Cô chúc mừng Gia Linh ha, và tiếp tục là đến phần quà may mắn của chúng ta. Bây giờ cũng sẽ là cơ hội cho Gia Linh được bóc quà với hộp quà may mắn ngày hôm nay. Gia Linh sẽ có cơ hội ha, chúng ta sẽ vẫn có từ số 1 cho đến số 10. Gia Linh sẽ chọn cho cô một con số mà Linh cảm thấy may mắn với mình. Sau đó cô sẽ bóc từ cái hộp quà này nha. Dạ, con chọn số 8. Rồi, số 8 của Gia Linh. Chiếc hộp may mắn đã có sẵn số 8 rồi đây. Wow, rất là đặc biệt luôn Gia Linh ơi. Em có hồi hộp không? Chứ cô Thảo là khi mà công bố giải thưởng này là đang là giải thưởng mà thuộc những giải thưởng cao trong lớp đó. Gia Linh có biết là mình sắp nhận được giải thưởng gì không? Dạ, dạ. Chưa đúng không? Rồi bây giờ cô Thảo sẽ chuẩn bị bật mí à. Mình phải che lại cái phần này mới được. Đây, đầu tiên sẽ là combo quà gồm nón, khẩu trang và túi canvas có logo siêu trí nhớ học đường. Và phía sau cái phần tay này nè là mới là phần bất ngờ. Và combo quà cộng thêm 300.000 đồng. Chúc mừng Gia Linh. Rồi bây giờ Gia Linh sẽ đọc số điện thoại để cho các thầy cô ghi nhận lại và chuyển quà về cho mình nha. Dạ, con đọc số của mẹ con là 0919. 0919. Dạ, 109. 109. 236. 36. 236 ạ. Rồi, Gia Linh sẽ đọc giúp cô lại một lần nữa, tại vì mic bên em hơi nhỏ cho nên có thể cô sợ là mình sẽ ghi sai. Gia Linh sẽ đọc giúp cô lại một lần nữa thiệt là lớn nha. 0919 109 236. À, 236. Rồi, chúc mừng Gia Linh một lần nữa đã giành được một phần quà rất là đặc biệt. Đây là một phần quà rất là lớn trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Và cô chúc Gia Linh sẽ tiếp tục tham gia những chương trình của 5 phút thuộc bài được không nào? Dạ rồi, xin mời cô Ngọc Lan sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Một lần nữa cô chúc mừng Gia Linh nha. Hôm nay con thật là may mắn. Rồi, lần sau thì bạn Gia Linh tiếp tục giơ tay nha. Lần sau con sẽ nhận được nhiều phần quà của ban tổ chức nè. Các bạn khác cũng vậy, lần sau chúng ta tiếp tục giơ tay nha. Chúng ta sẽ nhận được nhiều phần quà khác. Và các con thấy đó, hồi nãy là chỉ bằng những cái từ ngữ rất là cơ bản trên sơ đồ tư duy, bạn của chúng ta đã tóm tắt toàn bộ, đã hệ thống toàn bộ kiến thức của sáng ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng là sau cái buổi học ngày hôm nay, các con sẽ ngồi tự mình thiết kế cho mình một cái sơ đồ tư duy ha, tóm tắt lại kiến thức học ngày hôm nay nha các con. Và bạn nào tự tin là mình vẽ đẹp nè, mình tóm tắt hệ thống kiến thức tốt nè, thì mình hãy tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài đang tổ chức trên trang siêu trí nhớ học đường.com nha. Bạn nào đã tham gia rồi thì chúng ta tiếp tục tham gia. Còn bạn nào chưa tham gia thì các con hãy vào trang này ha, các con xem thể lệ và các con đăng ký tham gia nha. Phương pháp học tập bằng sơ đồ tư duy là một phương pháp rất là hữu ích đó. Nó sẽ giúp chúng con là phát triển não bên phải của mình nè, và giúp cho cái việc học của các con nè được đơn giản, nhẹ nhàng nha các con. Và nếu mà các con rèn luyện sơ đồ tư duy tốt thì các con có thể tham gia cuộc thi sơ đồ tư duy cấp quốc gia được tổ chức vào cuối năm 2021 đó nha các con. Thời lượng dành cho buổi học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô Lan rất mong được gặp lại các con ở cái buổi học tiếp theo cũng vào khung giờ này nha. Và bữa sau chúng ta sẽ học bài hai đường thẳng vuông góc. Các con hãy xem trước video clip trên trang siêu trí nhớ học đường.com nha. Hoặc là các con đọc bài này trước trên sách giáo khoa trang 83 đến trang 86. Một lần nữa chào các con. Chúc các con luôn khỏe mạnh, vui vẻ, học nhẹ nhàng, đơn giản với siêu trí nhớ học đường. Chào các con và hẹn gặp lại. Cô chào bạn Công Chương nha. Và các bạn ơi, bạn nào thấy tiết học ngày hôm nay rất là tuyệt vời thì các bạn hãy dành cho cô Ngọc Lan một trái tim để cảm ơn cô Ngọc Lan đã giúp chúng ta có được những kiến thức rất là tuyệt vời trong môn toán lớp 7 sáng ngày hôm nay nha. Rồi, cô chào tạm biệt tất cả các bạn học sinh khối 7 và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào những tiết học khác của tuần tới. Chúc các bạn một ngày mới thiệt là tràn đầy năng lượng nha. Cảm ơn tất cả các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học tiếp theo của
5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Chào đón các bạn học sinh đã đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Và tiết của tiếp theo của chúng ta sẽ là khối 8. Rồi, những bạn nào khối 8 các bạn đã vào phòng. Và các bạn, những bạn ở ngoài Facebook các bạn cũng đã, lớp 8 các bạn cũng đã đón xem chương trình. Thì các bạn gõ cho cô số 1 ha. Rồi, bạn nào lớp 8 đã vào phòng rồi các bạn nhanh chóng gõ số 1 cho cô nào. À, cô chào bạn Tiến Đạt. Chào bạn Minh Khôi, chào bạn Điền Phi. Rồi, những bạn nào đã vào lớp thì các bạn gõ cho cô số 1 ha. Chào bạn Lê Nguyệt, bạn Quang Hiếu, bạn Mạnh Dũng, bạn Việt Anh. Rồi, chúng ta sẽ cùng chào nhau được không nào? Rồi, các bạn đã nghe rõ cô Thảo rồi đúng không nào? Rồi, những bạn nào chúng ta được vào Zoom, các bạn sẽ bật camera lên. Và những bạn nào đang xem ở ngoài Facebook, các bạn nhớ chia sẻ cho các bạn khác cùng được học ha. Và cả những bạn đang xem trực tiếp ở trên YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong cũng hãy tương tác với nhau bằng cách gõ số 1 được không nào? Cô chào Phạm An, chào bạn Quốc Thanh, chào bạn Trà My. Rồi, ngày hôm nay sẽ là một buổi học tiếp theo của lớp 8. Để cô xem ở ngoài Facebook có những bạn nào đã xem học lớp học của chúng ta ha. Rồi, cô chào bạn Dương Quyên nè, bạn Thu Hiền, bạn Hưng Lê, bạn Hoàng Trúc Quỳnh, bạn Như Quỳnh đang ở ngoài Facebook. Rồi, chào tất cả các bạn. Và chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một buổi học mà các bạn rất là trông chờ đúng không nào? Rồi, các bạn nào biết là ngày hôm nay với lớp 8 này chúng ta sẽ học môn toán vật tên là gì không nào? Bạn nào biết hôm nay bài học của chúng ta là gì, các bạn gõ xuống phần chat cho cô ha. Cả những bạn ngoài Facebook và các bạn đang xem trực tiếp trên fanpage cũng như là trên YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong. Các bạn nói là hằng đẳng thức, chính xác ha, nhớ những hạt đẳng thức đáng nhớ. Rồi, những bạn nào mà chưa biết ngày hôm nay chúng ta học môn gì thì các bạn hãy xem vào ở phần chat các bạn đang gõ cái bài học ngày hôm nay. Rồi, những hằng đẳng thức đáng nhớ. Và bạn nào mà có học trong chương trình siêu trí nhớ học đường trên trang web thì các bạn cũng biết rằng thầy Phong đã giúp cho chúng ta nhớ được những hằng đẳng thức này bằng phương pháp siêu trí nhớ. Cho nên là bạn nào đã có học qua, đọc qua cuốn sách này thì nhớ ôn tập và luyện tập những phương pháp siêu trí nhớ để chúng ta nhớ những công thức thiệt là dễ dàng ha. Rồi, cô chào ngoài Facebook bạn Đặng Trấn Hiệp, bạn An Ni, bạn Gia Mẫn, bạn Dương Yến, bạn An Ni ha, bạn Thùy Thanh. Rồi, bạn nào đã có cho mình một ly nước bên cạnh, các bạn gõ cho cô số 1 nào. Ly nước là một phần rất là quan trọng mà trong tiết học nào thầy Phong cũng như các thầy cô đều muốn mình là có luôn một ly nước ở bên cạnh để trong quá trình mà chúng ta học chúng ta sẽ nạp thêm năng lượng. Thơm nào. Rồi, các bạn đã có sẵn ly nước rồi và chắc chắn là đã có sẵn giấy bút rồi đúng không? Trước khi mà chúng ta vào phần lớp học này thì cô muốn hỏi xem là bao nhiêu trong số các bạn đến từ miền Nam thì gõ số 1, đến từ miền Trung thì gõ số 2 và đến từ miền Bắc thì gõ cho cô số 3, được không nào? Để cô xem là các bạn đến từ những vùng miền nào đang học trong lớp của chúng ta. Rồi, có bạn gõ số 4 luôn là miền nào nhỉ? Nước ngoài hả? Rồi, có bạn nào trong lớp mà đang ở nước ngoài mà học trong lớp của chúng ta không? Các bạn đã thấy sức mạnh của công nghệ chưa? Chứng tỏ là chúng ta mặc dù ở rất là nhiều vùng miền trên đất nước, có miền Nam, miền Trung và miền Bắc, nhưng nhờ Internet chúng ta được kết nối với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Có nhiều bạn đang ở miền Nam nè, có bạn ở miền Trung nè, có bạn ở miền Bắc. Rồi, để cô xem ở ngoài Facebook các bạn ấy cũng đến từ những miền nào ha. Rồi, bạn Đặng Tuyết số 1, tức là bạn ấy đến từ miền Nam. Bạn Đông Lê, hãy comment số 3, tức là bạn ấy đến từ miền Bắc, đúng không nào? Rồi, có bạn ghi là Bến Tre luôn, bạn ấy ghi tỉnh luôn. Tây Nguyên, rồi, cô Thảo cũng ở Lâm Đồng, là cũng một tỉnh ở Tây Nguyên nha các bạn.
Rồi, rất là nhiều vùng miền và cô Thảo rất là vui khi ngày hôm nay được kết nối với tất cả các bạn trên khắp đất nước của chúng ta cùng vào học trong chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường, và sẽ là một sân chơi rất là tuyệt vời trong mùa hè này để cho các bạn vừa được học nè, vừa củng cố kiến thức và có rất là nhiều cơ hội để nhận được quà ha. Rồi, các bạn đang đang rất là comment rất là nhiều, bình luận rất là nhiều về vùng miền của mình. Và có bạn nào đã biết đến chương trình 5 phút thuộc bài chưa? Đây là cuộc thi diễn ra hàng tuần luôn. Bạn nào mà đã có tham gia rồi thì các bạn gõ số 1. Bạn nào chưa biết đến cuộc thi này thì các bạn gõ cho cô số 2. Đâu, bạn nào đã biết đến cuộc thi 5 phút thuộc bài rồi nào? Ai mà đã có biết nè, đã có tham gia một trong hai tuần vừa rồi, các bạn gõ số 1 ha. Còn bạn nào chưa hề biết về thông tin của cuộc thi này, gõ cho cô số 2. Cả những bạn ngoài Facebook nữa nha, các bạn hãy gõ để cô xem là bao nhiêu bạn đã biết, bao nhiêu bạn chưa biết, thì cô Thảo sẽ giúp cho các bạn có thông tin về cuộc thi này. Một cuộc thi mà giúp các bạn có rất là nhiều phần quà luôn. Đây, có bạn Annie chưa biết rồi nè, bạn Thiện Nhân comment số 2. Rồi, bạn Tâm Lê, bạn Hoàng Trúc Quỳnh. Rồi, cô chào những bạn đang ở ngoài Facebook cũng đang xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay và cả những bạn đang đón xem trực tiếp trên YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong. Rồi, và bây giờ cô sẽ bật mí cho các bạn về chương trình này ha. Một chương trình mà các bạn sẽ giành được rất là nhiều giải thưởng. Bạn nào chưa biết, hãy lên trang siêu trí nhớ học đường.com. Chúng ta vào phần 5 phút thuộc bài để cho các bạn đăng ký số báo danh nè, đọc thể lệ cuộc thi nè, và hàng tuần chúng ta sẽ có đề bài để làm. Và yêu cầu là chúng ta sẽ có 5 bài mind map nha các bạn. Thể 4 bài là thể về chủ đề tự do, và với một bài sẽ từ đề bài mà ban tổ chức đưa ra mình sẽ vẽ mind map, sau đó mình thuyết trình và nộp về cho ban tổ chức 5 bài mind map và kèm video này. Và giải thưởng thì vô cùng là đặc biệt luôn, đó chính là mỗi tuần chúng ta sẽ có 12 giải nhà đào tạo xuất sắc nè, 12 giải nhà đào tạo truyền cảm hứng với mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Và những bạn nào mà tham gia 4 tuần thì chúng ta sẽ được 1 phiếu đổi quà, 8 tuần thì sẽ 2 phiếu đổi quà, và 12 tuần sẽ là 3 phiếu đổi quà nha các bạn. Và đặc biệt nữa là mỗi tháng chúng ta sẽ có cơ hội với 10 giải bốc thăm đặc biệt, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, rất là nhiều phần quà để cho các bạn trong mùa hè này chúng ta vừa học vừa nhận quà. Ai cảm thấy là cuộc thi này rất là thú vị, comment cho cô, các bạn gõ cho cô chữ tôi nha. Đâu, ai thấy là giải thưởng này rất là đặc biệt và rất là hấp dẫn luôn. Ngày trước mà nếu mà cô Thảo biết được cuộc thi này thì chắc chắn tuần nào cô cũng sẽ tham gia để nhận quà. Nếu ví dụ mình chưa nhận quà thì mình cũng sẽ được tích điểm để đổi quà luôn. Các bạn có rất là nhiều bạn đã gõ chữ tôi, tức là các bạn cũng rất là mong muốn mình tham gia cuộc thi cũng như là nhận quà đúng không nào. Rồi, và các bạn nào mà chưa biết thì nhớ lên siêu trí nhớ học đường.com để đăng ký số báo danh để chúng ta tham gia và nhận lịch thi của tuần này luôn nha. Tuần này chúng ta đã được công bố đề thi vào tối ngày hôm qua rồi, cho nên là bạn nào chưa biết đề của tuần này nhớ lên siêu trí nhớ học đường.com các bạn nhận đề thi nha. Và những bạn ở ngoài Facebook các bạn cũng hãy lên tương tác cũng như là chia sẻ những cái bài học ngày hôm nay đến cho bạn bè mình được học này. Chia sẻ càng nhiều thì chúng ta càng giúp cho nhiều bạn năm lớp 8 này sẽ củng cố thêm được kiến thức. Rồi, và trước khi chúng ta vào chương trình, cô Thảo muốn giao lưu với một bạn ở trong lớp. Rồi, bạn nào đã sẵn sàng thì các bạn sẽ dùng nút giơ tay ha. Các thầy cô sẽ mời mình lên giao lưu cùng với cô Thảo được không nào? Rồi, bạn nào sẵn sàng thì hãy dùng nút giơ tay nha. Rồi, mời các thầy cô sẽ mời một bạn lên giao lưu cùng với cô Thảo ạ. Cô mời bạn Ngô Thành Phát. Rồi, bạn Ngô Thành Phát nha. Rồi, mời Phát mở mic lên giao lưu với cô Thảo nha em. Dạ, xin chào cô và tất cả các bạn. Mình tên Ngô Thành Phát. Năm nay mình 13 tuổi. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ba tuổi để nói về mình là thông minh, vui vẻ và tự tin. Xin các bạn hãy cô vui cho mình. Rồi, cô chào Thành Phát. Em ở thành phố Hồ Chí Minh và đang ở quận nào? Dạ, em đang ở huyện Nhà Bè. Ở Nhà Bè rồi. Thành Phát đã có tham gia lớp học Zoom của chúng ta buổi học nào chưa nào? Dạ rồi, em tham gia được 2 tuần rồi. Wow, 2 tuần luôn các bạn.
Chương trình của chúng ta diễn ra 2 tuần và Thành Phát đã tham gia được luôn 2 tuần, chứng tỏ bạn ấy rất là ham học cũng như là rất là thích tham gia chương trình này. Và Thành Phát có thể là chia sẻ cho cô cũng như các bạn xem điều mà em thích nhất từ chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường là gì không nào? Dạ là 5 phút thuộc bài thì có diễn ra một vài cuộc thi trong thứ năm hàng tuần và em có thể thi và có thể nhận quà. Bên cạnh đó thì em có thể học cùng với các thầy cô để em có thể phát biểu và học nhẹ nhàng hơn mà em có thời gian nhiều hơn để vui chơi và giải trí. À, rất là đặc biệt luôn, nghe những chia sẻ của bạn Phát thì cô biết là bạn ấy rất là thích tham gia chương trình. Một là được nhận quà này, thứ hai là những kiến thức của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và bạn ấy sẽ có nhiều thời gian để vui chơi cũng như là học tập theo những cái phương pháp mà từ chương trình để giúp cho bạn ấy một năm học mới tràn đầy năng lượng cũng như là thêm phần tự tin, đúng không Phát? Dạ. Rồi, cô cảm ơn Phát rất là nhiều và cô tin chắc rằng với những buổi học tiếp theo thì Phát sẽ đồng hành cùng với các thầy cô, cùng với chương trình để có thêm cho mình những kiến thức. Rồi, những bạn còn lại thì chúng ta cũng hãy tham gia đầy đủ các chương trình của 5 phút thuộc bài siêu trí nhớ học đường và đặc biệt nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng được biết ha. Mỗi bạn chỉ cần chia sẻ 5-10 bạn thân nhất của mình thôi thì chương trình của chúng ta sẽ lan tỏa được đến với rất nhiều người. Đâu, bạn nào đã có chia sẻ cho bạn bè mình rồi gõ cho cô chữ đã chia sẻ ha. À, chữ có đi. Bạn nào mà đã có chia sẻ với bạn bè mình rồi gõ cho cô chữ có ha. Những bạn ở ngoài Facebook và đang xem trực tiếp ở YouTube, bạn nào có chia sẻ rồi thì gõ cho cô chữ có ha. Đâu, cô sẽ xem ở ngoài Facebook có những bạn nào đã có chia sẻ cho bạn mình. Rồi, bạn Mộng Thường nè, bạn Kim Ngân, bạn Đức An, bạn Phương Khoa. Rồi, các bạn đã có chia sẻ cho bạn mình rồi, đó là một điều rất là tốt luôn để bạn mình cũng được biết đến chương trình nè. Và đặc biệt là cùng học tập với mình, nhận quà. Và trong năm học mới mình sẽ là một đôi bạn cùng tiếng, đúng không nào? Rồi, ngoài Facebook bạn Gia Mẫn nè, bạn Thu Phan, bạn Đông Lê, bạn Nhân Thành cũng đã có chia sẻ. Và cô hy vọng rằng các bạn sẽ ngày càng chia sẻ thêm được nhiều bạn bè mình được học trong trường của mình luôn, trong khối của mình nè. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng để đến với buổi học ngày hôm nay nha. Các bạn có biết ngày hôm nay chúng ta được học với ai không nè? Là một người thầy, của bí mật là một người thầy ha. Các bạn có biết tên thầy là ai không? Các bạn gõ cho cô xem các bạn có biết không nha. Rồi, bạn nào biết ngày hôm nay? À, có bạn biết rồi đó. Còn bạn nào biết nữa không nè? Bạn Thiên Ân biết rồi. Bạn Ngọc Linh có biết. Rồi, bạn nào biết nữa? Bạn nào? Rồi, các bạn gõ cho cô ha. Các bạn ở ngoài Facebook và các bạn ở ngoài đang xem trực tiếp ở fanpage thì các bạn cũng sẽ xem là ngày hôm nay các bạn sẽ học cùng với ai, được không nào? Rồi. Đâu, còn bạn nào biết nữa không? Rất là nhiều bạn biết luôn. Các bạn vừa biết ngày hôm nay chúng ta học bài học nào, các bạn cũng biết luôn thầy giáo của chúng ta ngày hôm nay là ai, chứng tỏ các bạn đã chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi. Và không để cho các bạn đợi lâu nữa, cô xin mời các bạn sẽ ngồi thẳng lưng và hãy dành một tràng pháo tay thiệt lớn để chào đón thầy Nguyễn Phú Thạch. Vâng, xin cảm ơn cô Thảo nha. Và thầy thân ái chào tất cả các em đang đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Phú Thạch và thầy là giáo viên bộ môn toán nha. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức rất là bổ ích trong chương trình toán 8 nha. Thầy chào bạn Như Quỳnh nha. Thầy chào bạn Ngọc Linh nào. Thầy chào bạn Phương Thảo. Thầy chào bạn Đăng Khoa nha và thầy chào tất cả các bạn đang có mặt trong phòng Zoom cũng như các bạn trên Facebook nha. Và trước khi bài học bắt đầu thì thầy muốn các bạn hãy kiểm tra cái âm thanh xem thử âm thanh đã tốt chưa nha. Nếu âm thanh các bạn nghe từ chương trình đã tốt rồi, các bạn hãy gõ chữ R vào phần bình luận nha. Thầy chào Phương Quy nha. Rồi, các bạn âm thanh đã rất là tốt rồi. Rồi. Các bạn đến từ rất nhiều vùng miền trên đất nước mình đúng không nào? Thì các bạn hãy cho thầy biết là thời tiết hiện tại của chúng ta như thế nào không nào? Trời mát hay là trời mưa hay là trời có nắng nào?
trời có nắng nóng. Ở chỗ thầy thì bật mí chỗ thầy nha, rất là mát mẻ luôn, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, còn cành lá thì rung rinh luôn. Vâng, có rất nhiều nóng kinh khủng. Vâng, thời tiết ở mình trải dài từ Bắc đến Nam có rất nhiều thời tiết khác nhau. Và thầy muốn hỏi các bạn nè, các bạn có biết bài học hôm nay của mình là bài gì không? Các bạn đã chuẩn bị bài thì sẽ biết bài hôm nay mình sẽ học là bài gì đó. Tiếp theo có bài nhân đa thức thì chúng ta học bài gì nào? Thầy thấy các bạn trả lời bài hằng đẳng thức rất chính xác nha. Hôm nay chúng ta học bài đầy đủ là những hằng đẳng thức đáng nhớ, rất là đáng nhớ. Bài hôm nay rất là quan trọng nha, bởi vì nó có chữ đáng nhớ đằng sau đó. Cho nên thầy muốn các bạn hãy lan tỏa cái giá trị của bài học hôm nay bằng cách chia sẻ cái buổi học này về trang cá nhân của mình để bạn bè và người thân cùng theo dõi và cùng học nha. Xin cảm ơn các bạn. Bạn nào chia sẻ rồi thì nhấn cho thầy chữ rồi nè. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Các bạn đã sẵn sàng với bài học ngày hôm nay chưa? Bài hôm nay rất quan trọng nha, nhưng cũng rất thú vị và rất là bổ ích. Rồi, trước khi vào bài giảng chương trình thì thầy có một vài nhắc nhở các bạn như sau. Các bạn hãy chuẩn bị cho thầy một ly nước nè và giấy bút, sách giáo khoa toán 8 tập 1, trang số 9 nha các bạn. Và không để các bạn phải đợi chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bài học của ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức sẽ phát video bài giảng đầu tiên. Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Hôm nay cô giới thiệu cho các em nội dung bài học, đó chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Nội dung hằng đẳng thức đáng nhớ các em sẽ được học. Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Phan Thi Kim Nok. Today I will introduce you to the lesson Algebraic Identities. In the lesson you will learn about the 4th, 5th, 6th and 7th identities. The specific contents are as follows. The cube of a sum a plus b cubed equals a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. The fifth identity is the cube of a difference. A minus b cubed equals a cubed equals 3a squared b plus 3ab cubed. Recording stopped. Here, you note that in the algebraic identities, the cube of a sum, a plus b cubed, means all signs are pluses with a minus b cubed. You see alternate signs in it, plus, minus, plus, minus. Next algebraic identity is the sum of two cubes, a cubed plus b cubed. Recording in progress. A cubed, a squared, minus ab plus b squared. Here it is noted the sign here is plus, then here is plus, over here is minus, and here is plus. Next algebraic identity is the difference of two cubes. A cubed minus b cubed equals a minus b, a squared plus ab plus b squared. Here it is noted the sign here is minus, so here is minus, over here is plus, and here is always plus. You notice this. Now let's get started with 1, the cube of a sum. With a, b being two arbitrary numbers, we are required to calculate polynomial a plus b times polynomial a plus b square. Here, you can use the algebraic identity number 1, which is the square of a sum, to calculate. From that, we get the result a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. Therefore, with a and b being arbitrary expressions, we have a plus b cubed equals a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. Now we continue with the practice part. The exercise has two questions, question A and B.
Question A requires us to calculate x plus 1 cubed. Question B is to calculate 2x plus y cubed. Please think and answer. The solution to the question A is as follows. X plus 1 cubed equals x cubed plus 3 times x squared times 1 plus 3 times x times 1 squared plus 1 cubed. From that, you calculate the exponentiation. So we get the following result equals x cubed plus 3x squared plus 3x plus 1. We move on to the solution to question B. Calculate 2x plus y cubed. Here we expand the identity, which is the cube of a sum. We get 2x cubed plus 3 times 2x squared times y plus 3 times 2x times y squared plus y cubed. 2x cubed equals 8x cubed. 2x squared equals 4x squared. So you can have 12x squared y. 3 times 2x times y squared equals 6xy squared plus y cubed. Therefore, the answer to question B is as follows. 8x cubed plus 12x squared y plus 6xy squared plus y cubed. Now we study the next identity, which is the cube of a difference. The question mark number 3. With AB being two arbitrary numbers, calculate A plus minus B cubed. Here I introduce two ways of calculating. The first way is that you can apply the formula of the cube of a sum. The second way is that you can calculate polynomial a minus b times polynomial a minus b squared. And you know polynomial a minus b squared is the square of a difference. So you will get the following result. Here I calculate it the first way. This is applying the formula of the cube of a sum. Equals a cubed plus 3a squared times minus b plus 3a times minus b squared plus minus b cubed. Therefore, you get a cubed minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cubed. With a, b being arbitrary expressions, we have a minus b cubed equals a cubed minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cubed. Here I remind you of the signs. Here is the minus sign, so there are alternate signs in it. Please notice this. Here is plus. Xin mời ban tổ chức dừng video ở đây ạ. Vâng, các em vừa xem xong một cái video rất đặc biệt nha. Thầy nói là rất là đặc biệt đó. Thì các em cảm thấy thế nào nè? À, một số bạn thì thấy mạng thì hơi lag đúng không? Thì ngoài cái việc mà mạng bị có vấn đề đó thì các bạn thấy cái bài học như thế nào nè? Em nghe được hiểu được bao nhiêu phần trăm nè? Rồi, không sao hết nha, các bạn hiểu nhiều, các bạn hiểu cũng chưa được nhiều lắm. Nhưng mà thầy muốn bật mí thế này nè, đây là cũng một cái sự nhầm lẫn khá là thú vị. Đây là cái bài học mà chúng ta sẽ học vào tuần sau, cho nên là thầy coi như là thầy spoil trước cho các bạn vào tuần sau luôn rồi. Đó là một cái phiên bản tiếng Anh của bài học những hàng đẳng thức, nhưng mà đường đẳng thức từ số 4 cho đến số 7. Hôm nay chúng ta sẽ học hàng đẳng thức số 1 đến số 3, tiếp theo bài nhân đa thức. Với đa thức thì không có vấn đề gì cả. Ngay bây giờ các bạn sẽ được xem phiên bản bằng tiếng Việt, và cái bài học của chúng ta sẽ là hàng đẳng thức số 1, số 2, số 3. Xin mời ban tổ chức hãy phát video bài giảng hàng đẳng thức bài số 3 phiên bản tiếng Việt. Và trước khi vào video thì các bạn hãy lưu ý cho thầy, hôm nay chúng ta có 3 từ khóa nha. Đó là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu hai bình phương. Các bạn hãy ghi chép cho thật là kỹ để khi mà chúng ta đi vào hoạt động chúng ta có thể làm bài một cách tốt nhất nha. Xin mời chương trình ạ. Chào các em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Hôm nay cô giới thiệu với các em đó chính là bài những hàng đẳng thức đáng nhớ. Trong nội dung này, các em sẽ được tìm hiểu 3 hàng đẳng thức đầu tiên. Đó chính là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.
và nội dung của chú ý. Bây giờ, cô và các em cùng đi vào phần một nhỏ, bình phương của một tổng. Có một bài toán như sau. Các em hãy tính cho cô là A cộng B tất cả bình. Đáp án là A cộng B tất cả bình, đó chính là tích của hai đa thức A cộng B nhân cho A cộng B. Các em tiến hành nhân đa thức với đa thức. Từ đó, các em rút ra được một công thức như sau. Với AB là các biểu thức tùy ý, ta cũng có A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Bây giờ, cô và các em cùng đi vào phần áp dụng hằng đẳng thức số 1. Nội dung bài toán như sau. Câu A, tính A cộng 1 tất cả bình phương. Câu B, viết biểu thức x bình cộng 4x cộng 4 dưới dạng bình phương của một tổng. Câu C, tính nhanh 51 bình và 301 bình phương. Bài giải như sau. Câu A, A cộng 1 tất cả bình bằng A bình cộng 2 nhân A nhân 1 cộng với 1 bình phương. Và ta được đáp số là A bình cộng 2A cộng 1. Câu B, viết biểu thức x bình cộng 4x cộng 4 dưới dạng bình phương của một tổng. X bình cộng 4x cộng 4, cô khai triển như sau. Bằng x bình cộng 2 nhân x nhân 2 cộng 2 bình phương. Như vậy, theo hằng đẳng thức số 1 là bằng x cộng 2 tất cả bình phương. Câu C, 51 bình phương. 51 là 50 cộng với 1. Như vậy, 51 bình phương nghĩa là 50 cộng với 1 tất cả bình phương. Sau đó các em khai triển hằng đẳng thức số 1. Nghĩa là 50 bình cộng 2 nhân 50 nhân 1 cộng 1 bình phương. Và đáp án là 2601. Ý thứ hai của câu C, 301 bình phương bằng 300 cộng 1 tất cả bình phương. Các em cũng khai triển hằng đẳng thức số 1 bằng 300 bình cộng 2 nhân 300 nhân 1 cộng với 1 bình phương. Và đáp án là 90.601. Bây giờ cô và các em cùng đi vào hằng đẳng thức số 2, đó chính là bình phương của một hiệu. Bài tập như sau. Tính A cộng cho trừ B tất cả bình phương. Ở đây A, B là các số tùy ý. Nội dung bài giải như sau. Áp dụng hằng đẳng thức số 1, ta có A cộng trừ B tất cả bình phương bằng A bình cộng 2 nhân A nhân trừ B cộng cho trừ B tất cả bình phương. Và các em sẽ được là A bình trừ 2 nhân A nhân B cộng với B bình phương. Từ đó các em kết luận A trừ B tất cả bình bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Do đó với hai biểu thức tùy ý A và B, ta cũng có A trừ B tất cả bình bằng A bình trừ 2 nhân A nhân B cộng B bình phương. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần bài tập áp dụng. Nội dung bài tập áp dụng như sau. Câu A, tính x trừ 1 phần 2 tất cả bình. Câu B, tính 2x trừ 3y tất cả bình. Câu C, tính nhanh 99 bình phương. Nội dung bài giải. Câu A, x trừ 1 phần 2 tất cả bình bằng x bình trừ 2 nhân x nhân 1 phần 2 cộng 1 phần 2 tất cả bình. Và đáp số sẽ là x bình trừ x cộng 1 phần 4. Câu B, 2x trừ 3y tất cả bình bằng 2x tất cả bình trừ 2 nhân 2x nhân 3y cộng 3y tất cả bình. Và đáp số sẽ là 4x bình trừ 12xy cộng 9y bình. Câu C, 99 bằng 100 trừ 1. Như vậy 99 bình phương bằng 100 trừ 1 tất cả bình phương. Sau đó các em thực hiện khai triển hằng đẳng thức số 2. Nghĩa là các em sẽ được 100 bình trừ 2 nhân 100 nhân 1 cộng với 1 bình phương. Và đáp án là 9.801. Chúng ta sang tiếp hằng đẳng thức số 3, đó chính là hiệu 2 bình phương. Thực hiện phép tính đa thức A cộng B nhân đa thức A trừ B với AB là các số tùy ý. Bài giải như sau. Chúng ta thực hiện nhân 2 đa thức A bình trừ AB cộng AB trừ B bình. Và chúng ta rút gọn trừ AB cộng AB.
Như vậy kết quả ở đây là A bình trừ B bình. Do đó, các em suy ra được là A bình trừ B bình chính là tích của hai đa thức A cộng B nhân với A trừ B. Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta cũng có A bình trừ B bình bằng đa thức A cộng B nhân cho đa thức A trừ B. Chúng ta đi vào bài tập áp dụng. Câu A. Tính đa thức x cộng 1 nhân với đa thức x trừ 1. Câu B. Tính đa thức x trừ 2y nhân với đa thức x cộng 2y. Câu C. Tính nhanh 56 nhân 64. Nội dung bài giải như sau. Đa thức x cộng 1 nhân đa thức x trừ 1 bằng x bình trừ 1 bình bằng x bình trừ 1. Câu B. Đa thức x trừ 2y nhân đa thức x cộng 2y bằng x bình trừ 2y tất cả bình. Nghĩa là bằng x bình trừ 4y bình. Câu C. 56 nhân 64. Ở đây chúng ta tách 56 là 60 trừ 4. 64 là 60 cộng 4. Vì vậy chúng ta được đáp số là 60 bình trừ 4 bình và bằng 3584. Vâng, và các em đã vừa theo dõi xong cái bài giảng chính thức của ngày hôm nay. Thì các con có những câu hỏi nào từ cái bài giảng cũng hỏi không nào? Các bạn hãy đặt câu hỏi để thầy sẽ trả lời nha. Rồi, nếu như không có bạn nào có câu trả lời thì không có bạn nào có câu hỏi thì thầy sẽ có một cái phần thử thách nhỏ cho các bạn nha. Chúng ta sẽ vào hoạt động ngay bây giờ. Như thầy có lưu ý với các bạn là chúng ta đã học, chúng ta vừa mới xem video bài giảng với nội dung chính nói về ba cái hằng đẳng thức đáng nhớ, đó là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu hai bình phương. Vậy bạn nào có thể giúp thầy và các bạn trả lời cho thầy đủ ba công thức này được không nào? Nếu như bạn nào trả lời được thì sẽ nhận ngay được một phần quà của chương trình nha. Có rất nhiều cánh tay giơ lên và thầy nhờ ban tổ chức hãy mời một bạn nào. Cô xin mời bạn Ngô Thành Phát. Xin chào Phát. Xin chào Phát, Phát bật micro lên nào. Xin chào thầy và các bạn, mình tên Ngô Thành Phát, năm nay mình 13 tuổi, 3 tuổi đó nhưng mình là thông minh, vui vẻ và tự tin. Xin mọi người hãy đổ cho mình. Rồi, xin chào ông Phát nha. Rồi, mời Phát hãy giải quyết bài tập này nào. Bình phương của một tổng là A cộng B tất cả bình phương là sẽ bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Rồi, câu đầu tiên chính xác. Tiếp tục nào Phát. Dạ, bình phương của một hiệu là A trừ B tất cả bình phương là sẽ bằng A mũ 2 trừ 2AB cộng cho B bình phương. Rất chính xác luôn. Và cuối cùng nào, chúng ta đã gần rất gần với phần 3 chương trình rồi. Dạ, hiệu của hai bình phương là A bình phương trừ B bình phương là sẽ bằng A cộng B nhân cho A trừ B nhân cho A cộng B. Wow, rất tuyệt vời, rất là chính xác luôn nha bạn Phát, rất tuyệt vời. Thầy nhắc lại nha, đây là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu hai bình phương. Xin chúc mừng bạn Phát nha, và bạn Phát rất xứng đáng nhận được một phần quà từ chương trình. Rồi, ngày hôm nay thì Phát sẽ được nhận một món quà từ trong chiếc hộp
bí mật này của cô. Và bây giờ cô Thảo sẽ có từ số 1 đến số 10. Thành Phát sẽ chọn cho cô một con số mà em cảm thấy thích nhất để cô bốc quà trong chiếc hộp này nha. Em thích chọn số mấy nào? Dạ, em chọn số 5. À, số 5. Rồi, bây giờ ha, cô sẽ xem là với số 5. Rồi, đây số 5. Và phần quà mà bạn Thành Phát nhận được sẽ là một combo quà gồm nón, khẩu trang và túi sách của siêu trí nhớ học đường. Chúc mừng Thành Phát nha. Và các bạn khác hãy nhớ rằng chúng ta còn rất rất là nhiều phần quà ở trong chiếc hộp này. Cho nên là các bạn nào mà mong muốn thì hãy cứ giơ tay để cho các thầy cô mời mình ha. Rồi, chúc mừng Phát và Phát hãy để lại số điện thoại để cho các thầy cô ghi và gửi quà về cho mình nha. Dạ. Dạ, em xin được số điện thoại của ba em là 033 544 2427. Rồi, cảm ơn Thành Phát và các bạn ơi, còn rất là nhiều phần quà. Ngoài combo đó, mình còn có thêm phần cộng cộng ở phía sau nữa, cho nên bạn nào may mắn thì mình sẽ bốc được những phần quà đó nha. Rồi, cô cảm ơn Thành Phát và mời thầy Phú Thạch sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Cảm ơn cô Thảo và chúc mừng bạn Thành Phát một lần nữa nha. Rồi, còn những bạn nào muốn có phần quà từ chương trình không nào? Vâng, có rất nhiều hoạt động đằng sau và có rất nhiều phần quà đang đợi chờ chúng ta. Chúng ta hãy tập trung lên nha. Chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động tiếp theo. Bây giờ chúng ta đi vào bài tập đầu tiên. Bài tập có tên gọi là tìm đồng đội. Đây thầy có hai cột, cột bên trái và cột bên phải đang chứa đựng những cái đa thức. Và nhiệm vụ của chúng ta là các bạn hãy nối một đa thức ở bên trái với tương ứng đa thức bằng với nó ở bên phải nha. Chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Chúng ta hãy vận dụng kiến thức vừa mới học vào cái bài làm này nào. Các con có thời gian là 1 phút. 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Còn 15 giây nữa là hết giờ làm bài và thầy đã thấy có rất nhiều câu trả lời và phần bình luận và cũng có rất nhiều là cánh tay giơ lên. 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ rồi. Thầy thấy có rất nhiều cánh tay giơ lên muốn trả lời câu hỏi này. Xin mời ban tổ chức hãy mời một bạn trả lời nào. Cô xin mời bạn Nhật Lam. Rồi Nhật Lam sẽ lên giao lưu cùng với thầy nha. Rồi, cô chưa thấy màn hình của Nhật Lam. Nhật Lam đâu rồi nhỉ? Rồi, Nhật Lam sẽ bật mic và trả lời câu hỏi của thầy Phú Thạch nha. Xin chào Nhật Lam. Xin chào thầy. Rồi, mời Nhật Lam hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi nào. Xin chào thầy, em tên là Nguyễn Nhật Lam. Và ba từ để nói về em là thông minh, hiếu thảo và nhanh nhẹn. Rồi, cảm ơn Nhật Lam nha. Bây giờ mời Nhật Lam trình bày nào. Em thưa thầy là biểu thức số 1 ở cột bên trái nối với lại biểu thức C ở cột bên phải, biểu thức và biểu thức thứ hai ở cột bên trái nối với biểu thức D ở cột bên phải và biểu thức thứ ba ở cột bên trái nối với biểu thức A ở cột bên phải. Vâng, và đây cũng chính là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng bạn Nhật Lam đã có một phần kết nối rất là chính xác. Bây giờ Nhật Lam hãy giải thích kỹ chút xíu về cái bài lặng mình. Tại sao con lại nối những cái số 1 với C, số 2 với D và số 3 với A nè? Em thầy là 1 với C là vì là biểu thức x trừ 3 tất cả bình là thuộc vào hằng đẳng thức. Biểu thức x3 tất cả bình là thuộc vào hằng đẳng thức số 3, cho nên nó sẽ được phân giải ra là thành x bình trừ
x bình trừ 3x trừ 6x cộng với lại 6. Cộng với lại 6 ạ. 6 số 6 từ đâu ra vậy Lam? Em cho thầy là do là bằng cộng với lại 9 ạ. Rồi, có một chút nhầm lẫn không sao. Giờ vậy là 9 ha. Rồi. Rồi, phân tích đầu tiên của bạn đã khai triển rất là chính xác, nhưng mà thầy lưu ý lại đây là hạng thức số 2 nha. Có lẽ là bạn có chút xíu nhầm lẫn qua số 3. Đây là tên gọi của nó là hạng thức số 2. Rồi, mời Lam khai triển tiếp. Hạng thức tiếp theo nè. Em cho thầy là hạng tiếp theo là 2x cộng 1 tất cả bình là thuộc vào hạng thức số nhất. Thứ nhất là rồi. Em sẽ phân giải ra là thành 2x bình 2x tất cả bình cộng, chính xác, hay. Cộng với lại 4x cộng 2 cộng 4x và cộng cho 2. Bạn làm cho thầy biết số 2 từ đâu ra không? Dạ, số 2 là từ 4x ạ. Và cộng cho? Và cộng cho 1. 1, rồi chính xác. 1 mũ 2 thì bằng 1 đúng không nào? Rồi, và cuối cùng là chúng ta có rút gọn thành là 4x bình phương cộng 4x cộng 1. Bạn Lam hãy giữ bình tĩnh của mình nha. Trả lời được cái phần cuối cùng thì phần quà sẽ thuộc về Lam. Xin mời Lam. Em thưa thầy là hạng mạnh thức số 3 là thuộc vào hạng mạnh thức số 3 là x bình trừ 4y bình là được sẽ được phân giải là thành x bình.
Recording in progress. Với một thử thời gian mà thầy đã thấy có rất nhiều bạn có đáp án và muốn trả lời câu hỏi này rồi. Các bạn hãy cố gắng lên nha. Còn 10 giây nữa là hết giờ làm bài, các bạn hãy sẵn sàng nha. Hai, một, hết giờ rồi. Thầy thấy có rất là nhiều bạn muốn làm cái bài tập này nha. Có vẻ là các bạn đã nắm bài rất là tốt rồi đó. Thầy xin chúc mừng các bạn nha. Và bây giờ thầy nhờ ban tổ chức hãy mời một bạn giải cái bài tập này. Rồi, và nãy giờ chúng ta đã mời các bạn nam đúng không? Bây giờ cô sẽ mời một bạn nữ ở trong lớp chúng ta nha. Cô xin mời bạn Lê Nguyễn Phương Uyên sẽ lên làm bài tập này nha. Rồi, Phương Uyên sẽ bật mic nào. Dạ, em chào thầy và cô. Em tên là Lê Nguyễn Phương Uyên. Hiện tại em năm nay lên lớp 8 và em sống ở Đắk Minh, Đắk Nông. Ba từ để nói với em là tự tin, vui vẻ và hòa đồng. Xin mọi người cổ vũ cho em. Vâng, xin cảm ơn Phương Uyên nha. Một bạn giới thiệu rất là tự tin. Bây giờ mời Phương Uyên trình bày lời giải nào. Dạ, thưa thầy, em làm câu A là bằng x mũ 2 cộng 6 x y cộng cho 9 y mũ 2 là bằng x cộng 3 y tất cả mũ 2. Rồi, bây giờ mời mời bạn Phương Uyên hãy giải thích vì sao bạn Phương Uyên lại điền chỗ trống thứ nhất là 9 y bình phương và chỗ trống thứ hai là x nào. Dạ, thưa thầy, là vì là ở cái này là của hàng đẳng thức thứ nhất là bằng a cộng b tất cả mũ 2 là bằng a mũ 2 cộng 2 ab cộng cho b mũ 2. Rồi. Vậy a của mình là gì nào? Dạ a của mình là x ạ. Rồi, chính xác. Và b của mình là gì, dựa vô chỗ nào mà bạn Phương biết của mình là b là số đó nè? Dạ thưa thầy là chỗ cộng 3 x tất cả mũ 2 chấm chấm cộng 3 x tất cả mũ 2 ạ. 3 y tất cả mũ 2. Rồi, như vậy B của chúng ta sẽ là? Dạ, 9Y mũ 2 ạ. À, B của chúng ta là 3Y và chỗ vị trí B bình phương sẽ là 9Y tất cả 9Y mũ 2. Dạ. Rất chính xác nha, rất chính xác. À, rất chính xác. Xin chúc mừng bạn Phương Uyên nha. Dạ. Rồi, bạn Phương Uyên hãy giải luôn câu B để nhận được một phần quà từ chương trình nha. Dạ, thưa thầy là câu B em làm là bằng x mũ 2 trừ cho 10 xy cộng cho 25 xy mũ 2 25 y mũ 2 là bằng là x trừ cho 5 y tất cả mũ 2 ạ. Rồi, bây giờ mời bạn Phương Nguyên hãy giải thích luôn giống như thầy có hướng dẫn ở câu A đó. Chúng ta sẽ giải thích vì sao điền vô những cái chỗ trống đó nè. Dạ thưa thầy, em điền là vì là ở câu bằng ở phía sau là trừ tất cả mũ 2 là có hàng đẳng thức số 2 là bằng a trừ b tất cả mũ 2. Em áp dụng là bằng a mũ 2 trừ cho 2ab cộng cho b mũ 2 ạ. Rồi. Vậy từ cái vị trí nào mà Phương Uyên có thể biết được b của mình bằng bao nhiêu nè? Dạ thưa thầy là từ vị trí là 25 y mũ 2. Rồi, ta suy ra b bằng bao nhiêu nè? Dạ suy ra b là bằng 5 y ạ. Rất chính xác. Và từ vị trí nào chúng ta suy ra được lại a nè? Dạ, từ vị trí là bằng 10xy ạ. Tại vì 10xy là bằng 2 nhân cho 5 2 nhân cho 5y nhân cho x ạ. Rồi, chính xác. Như vậy chúng ta đã có 2, chúng ta có 5y. Vậy chỉ còn lại x thôi là sẽ đủ được 10xy. Thấy bạn Phương Nguyên nắm bài rất là tốt luôn nha. Và suy ra a của chúng ta sẽ phải là x, đúng không nào? Vậy chúng ta điền vào vị trí x mũ 2 và tiếp theo là x và 5y. Như vậy chúng ta đã tìm lại toàn bộ dấu vết. Rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng bạn Phương Nguyên một lần nữa. Bạn Phương Nguyên nắm bài rất là tốt nha. Và bạn Phương Nguyên hoàn toàn xứng đáng nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Và chúc mừng Phương Nguyên ngày hôm nay đã trả lời được một câu hỏi rất là chính xác từ thầy Thạch ha. Và chắc chắn là những cái câu trả lời này Phương Nguyên sẽ giành được một phần quà. Và cô chúc Phương Uyên sẽ chọn ra được con số mà có cái phần quà cộng cộng ở phía sau nha. Rồi bây giờ Phương Uyên sẽ chọn ra một con số mà Phương Uyên cảm thấy may mắn.
và có linh cảm là mình sẽ nhận được quà rất là đặc biệt ở trong đó nha. Dạ. Yeah. Thưa cô là em chọn số 5. À, số 5 đúng không nào? Rồi, số 5 có bạn chọn rồi. Bây giờ cô Yên chọn lại một số khác nha. Dạ, yeah, số 2. Rồi, số 2 đúng không nào? Rất là mong là các bạn sẽ bóc được trúng những cái phần quà cộng cộng phía sau. À, đây, số 2 đã xuất hiện. Chính xác đúng không? Chính xác rồi. Phương Yên sẽ xác nhận cho cô đây số 2 nha. Dạ. Và phần quà dành cho Phương Yên sẽ là một combo quà tặng nón, à, khẩu trang, túi sách. Và đây nè, phía sau còn cộng cộng nha. Dạ. Để cùng chờ đón xem con số mà bạn ấy sẽ nhận được là bao nhiêu. Xin chúc mừng Phương Yên với giải thưởng cộng phần combo và thêm 100.000 đồng. Chúc mừng Phương Yên. Và Phương Yên hãy đọc số điện thoại để cho các thầy cô ghi nhận lại và gửi quà về cho mình nha. Có thêm phần cộng cộng này là Phương Yên ngày hôm nay rất là may mắn rồi. Nhớ con số 2 của mình đã giúp Phương Yên có được phần quà. Rồi xin mời Phương Yên sẽ đọc số điện thoại cho các thầy cô nha. Dạ, em xin đọc điện thoại của mẹ là 038. Chọn số khác. Con cộng cộng của mình chẳng. Dạ, em xin đọc là 038 ạ. Rồi, 038. Dạ, 99. À, bao nhiêu Phương Yên ha? Dạ, 99. À, 99. 57248 ạ. 57248. Rồi, cảm ơn Phương Yên rất là nhiều. Và xin mời thầy Phú Thạch sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay và giúp cho các bạn có thêm được nhiều cơ hội để giành được giải thưởng hôm nay ạ. Thầy chúc mừng Phương Yên một lần nữa nha. Và các bạn còn lại cũng đừng quá lo lắng nha. Chúng ta rất còn rất nhiều cơ hội đằng sau nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang hoạt động thứ 3. Bài tập 3 là bài tập thu gọn và tính giá trị quy tắc. Các bạn hãy tập trung vào nha. Đây là cũng là bài tập điển hình trong chương trình học của mình đó. Các bạn hãy tiến hành cho thầy hai công việc. Công việc thứ nhất là chúng ta thu gọn quy tắc A. Rồi sau đó chúng ta tính giá trị quy tắc A tại x bằng 1/3 và tại y bằng 3. Các bạn đã hiểu rõ cái yêu cầu đề bài chưa nào? Và bây giờ thời gian suy nghĩ vẫn là 1 phút nha. 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Các bạn khoan hãy nhắn đáp án của mình vào phần bình luận nha. Hãy chờ đến hết thời gian. Còn 10 giây nữa là hết giờ làm bài rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và bây giờ các bạn hãy cho đáp án của mình vào phần bình luận nè. Giá trị biểu thức A là bằng bao nhiêu nè? Rồi, có rất là nhiều cánh tay các bạn giơ lên muốn trả lời cái câu hỏi này. Thì nhờ ban tổ chức hãy mời một bạn trả lời câu hỏi này nào. Rồi, cô xin mời bạn à, Ngọc Ngà nha. Rồi Ngọc Ngà sẽ bật micro sau đó trả lời câu hỏi của thầy. Rồi Ngọc Ngà bật micro rồi nè. Xin chào tất cả mọi người. Xin Ngọc Ngà, ba từ để nói về em là thông minh, chăm chỉ, tự tin, mong mọi người cổ vũ cho em. Rồi vâng, xin cảm ơn Ngọc Ngà. Bây giờ thầy mời Ngọc Ngà giải bài tập này nào. Em thưa thầy là ngoặc thứ nhất là bằng 4x bình trừ đi 4xy trừ đi y bình ạ. À, cộng với y bình ạ. Rồi, như thế này cũng chưa nào. Rồi ạ. Ngoặc thứ hai là trừ 2 à trừ 4x bình trừ 4xy trừ đi y bình ạ. Rất là chính xác luôn. Rất là chính xác luôn. Thầy sẽ giải thích chỗ này một chút xíu trước khi Ngọc Ngà tiếp tục nha. Chúng ta thấy một cái hằng đẳng thức, tức là một cái biểu thức, nó sẽ có nhiều cái số hạng bên trong nó và đằng trước của nó là một dấu trừ. Vậy chúng ta sẽ dùng cái quy tắc gì ở đây để thực hiện cái tính cho đúng nè? Đó chính là quy tắc. Rồi mời Ngọc Ngà nè, quy tắc gì nè?
Thầy là đổi dấu ạ. Đúng, chính xác. Đó chính là điều mà thầy cũng muốn nói với các bạn. Đó chính là quy tắc dấu mặt. Mở ngoặc trước có dấu trừ thì chúng ta thực hiện đổi dấu tất cả các hạng tử bên trong cái ngoặc đó. Và bạn Ngọc Ngà đã trả lời luôn cái dòng phía dưới này rất là chính xác, rất là tốt nha. Mời Ngọc Ngà tiếp tục nè. Em thưa thầy là bà rút gọn thì là 4x bình trừ 4x bình hết trừ 4xy trừ 4xy là còn bằng trừ 8xy. Y bình trừ y bình hết là bằng trừ 8xy ạ. Chính xác. Chúng ta làm gì nào? Tiếp theo là thay x và y vào ạ. Rồi, Ngọc Ngà ra đáp số bằng bao nhiêu? Em thưa thầy là bằng trừ 8 ạ. Và chúng ta thay x bằng 1 phần 3, y bằng 3, chúng ta được âm 8 nhân 1 phần 3 nhân 3 bằng trừ 8. Rất tuyệt vời, rất chính xác. Xin chúc mừng Ngọc Ngà nha. Phần trình bày quá là tuyệt vời luôn. Ngọc Ngà rất là chính, rất là xứng đáng nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Và rồi, không để cho Ngọc Ngà chờ lâu nữa, cô Thảo sẽ tiếp tục một màn rất là đặc biệt trong mỗi buổi học, đó là phần bốc quà. Và trong mà cô tiết lộ bí mật với các bạn là chúng ta có một lá phiếu, một phần quà combo cộng với 300.000 đồng. Và cô hy vọng rằng Ngọc Ngà sẽ bốc trăm thăm được trúng phần quà này ha. Bây giờ có số 1 đến số 10. Ngọc Ngà sẽ xem, mình sẽ đoán cái giải thưởng may mắn đó là ở con số mấy, xem mình có bốc trúng không nha. Vâng ạ. Em yêu cô em chọn số 10 ạ. À, số 10. Trời, cảm thấy hơi rung rung rồi đó nha. Rồi, số 10 đúng không? Đây, số 10 đã có. Wow, rất là đặc biệt các bạn ơi. Ngọc Ngà có hồi hộp không? Có ạ. Mà cô không biết sao cô nói với Ngọc Ngà như vậy mà Ngọc Ngà bốc trúng được một phần thưởng rất là đặc biệt luôn. Rồi, che cái phần này lại. Là biết có phần thưởng như là sao đúng không? Đầu tiên sẽ là một combo quà nón, khẩu trang và túi siêu trí nhớ học đường. Và đây, phần đặc biệt phía sau ngón tay của cô. Cô chỉ mới chúc Ngọc Ngà thôi, nhưng mà Ngọc Ngà đã giành được thêm 300.000 đồng. Chúc mừng Ngọc Ngà. Cô chỉ nói là chọn đúng cái con số đó mà không biết sao Ngọc Ngà biết được con số đó nằm ở con số 10 luôn. Chúc mừng Ngọc Ngà nha. Và chúc mừng em đã giành giải thưởng rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Ngọc Ngà hãy để lại số điện thoại của mình hoặc là của ba mẹ để cho các thầy cô liên hệ gửi quà về cho mình nha. Vâng ạ, em yêu cô là 0397379859 ạ. Rồi, các thầy cô sẽ ghi lại số điện thoại và chúc mừng Ngọc Ngà một lần nữa đã bốc thăm được phần quà may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời thầy Phú Thạch sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Chúc mừng Ngọc Ngà một lần nữa nha. Và cuối cùng thầy muốn tổng hợp lại cái bài học hôm nay. Chúng ta đã học được những kiến thức nào thông qua một cái sơ đồ tư duy, những hàng đẳng thức đáng nhớ. Số 1, số 2, số 3. Thì các bạn hãy lưu ý cho thầy nha. Chúng ta có 3 hàng đẳng thức đáng nhớ. Bình phương của một tổng. Chúng ta hãy nhìn vào cái công thức khai triển của nó nha. Bình phương của một hiệu. Hai cái công thức này khá là giống nhau. Khá là giống nhau nha. Về mặt cái thứ tự và cái số lượng, cái số hạng bên trong đó. Nhưng số hạng chính giữa cộng 2AB đối với bình phương một tổng và trừ 2AB đối với bình phương một hiệu. Và hạng thức cuối cùng là hiệu của hai bình phương A mũ 2 trừ B mũ 2. Và trong quá trình làm toán, chúng ta hãy nhớ cho thầy những cái quy tắc sau chúng ta thường xuyên sẽ gặp. Đó chính là quy tắc về lũy thừa và quy tắc về dấu ngoặc. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy muốn dành cho các bạn một số cái hoạt động về nhà như sau. Đầu tiên các bạn hãy sử dụng sự sáng tạo của mình. Các bạn vẽ cho thầy một cái sơ đồ tư duy cho cái bài học ngày hôm nay. Và nếu các bạn vẽ, các bạn có cảm thấy mình tự tin, vẽ đẹp và sắp xếp các ý tưởng một cách đúng đắn, thì các bạn hãy mạnh dạn tham gia cuộc thi cùng 5 phút thuộc bài cùng siêu nhớ học đường nha. Và các bạn hãy có một cái đề xuất là làm cái bài tập 21 và 23 trang 12 trong sách giáo khoa, thì hai cái bài tập này sẽ giúp các bạn nắm bài được tốt hơn nha. Và bây giờ thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với thầy trong suốt cái buổi học ngày hôm nay. Thầy rất cảm ơn các bạn và rất mong gặp lại các bạn vào khung giờ này vào tuần sau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái bài những hàng đẳng thức đáng nhớ tiếp theo. Các bạn có biết chúng ta còn bao nhiêu hàng đẳng thức không nào?
Các bạn có biết chúng ta còn bao nhiêu hành thức không nào? Chúng ta có 7 hành đẳng thức đáng nhớ nha. Và hôm nay chúng ta đã có 3 hành đẳng thức đã nó thuộc về mình rồi. Chúng ta còn 4 hành thức đáng nhớ còn lại. Các bạn hãy chuẩn bị bài lên trên trang siêu nhớ học.com để chúng ta xem trước video bài giảng nha. Và các bạn hãy chuẩn bị bài thật là kỹ. Thầy hẹn gặp lại các bạn vào đúng giờ này tuần sau để chúng ta giải quyết nốt 4 hành thức còn lại nha. Xin cảm ơn các bạn lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ của thầy Phú Thạch trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bạn nào cảm thấy là ngày hôm nay kiến thức của chúng ta rất là bổ ích thì các bạn thả cho thầy cũng như là các thầy cô một trái tim được không nào? Và các bạn nhớ là những bạn nào mà có cuốn sách siêu trí nhớ học đường này nè, hoặc các bạn có thể lên trang siêu trí nhớ học đường.com chúng ta tải sách online về, sẽ có một phần đó là trong phương pháp kể chuyện sẽ có những cái hàng đẳng thức đây, những cái hàng rồi các bạn có thể là thấy vì cái phía sau của cô cho nên các bạn không thấy, nhưng mà các bạn cứ lên trang siêu trí nhớ học đường ha. Trong quyển sách đã có hướng dẫn chúng ta học 7 hàng đẳng thức bằng phương pháp siêu trí nhớ rất là dễ nhớ luôn, cho nên bạn nào có thể là về nhà chúng ta học trước nè, để tuần sau vào tiếp theo các bạn sẽ nhớ được công thức và giải các bài tập của thầy ha. Nhớ vào, bạn nào có cuốn sách này thì nhớ dở vào chương phương pháp kể chuyện có 7 hàng đẳng thức. Và bạn nào chưa có sách thì cứ lên trang siêu trí nhớ học đường.com chúng ta tải sách online về và học trước những cái hàng đẳng thức này theo phương pháp siêu trí nhớ học đường, và sẽ không bao giờ các bạn quên được những công thức này đâu. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn học sinh khối 8 đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có thêm được những giờ học thì là tuyệt vời trong tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn khối 8 nha. Và bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lớp học của các bạn lớp 9. Rồi, những bạn lớp 9, các bạn nào mà đã được vào phòng và những bạn ở ngoài Facebook các bạn đã vào đúng lớp của mình, đó chính là tiết học lớp 9, thì các bạn sẽ gõ cho cô số 1 được không nào? Bạn nào có nghe rõ cô Thảo có nghe rõ được âm thanh của cô Thảo rồi cũng gõ số 1 luôn. Rồi, cô chào bạn Đặng Mơ nè, bạn Phan Đào, bạn Bảo Khánh, bạn Ngọc Huy, bạn Kiều Diễm. Rồi, các bạn nào đã nghe rõ cô Thảo và cũng đúng lớp của mình là lớp 9, các bạn gõ cho cô số 1. Rồi, rất là nhiều bạn ha. Các bạn nhớ là ngày hôm nay với tiết học này sẽ là lớp học của các bạn lớp 9 được không nào? Rồi, những bạn nào khối 9 đã vào lớp, các bạn gõ cho cô số 1 nha, để xem là đã có bao nhiêu bạn được vào phòng rồi. Và những bạn đang ở ngoài Facebook, các bạn nào đã có vào đúng lớp của mình, các bạn cũng hãy gõ cho cô số 1 luôn ha, để cô xem ngoài Facebook có những bạn nào nha. Cô chào bạn Trúc Anh, chào bạn Hoàng Minh, bạn Nguyễn Tiến Đạt, bạn Thiên Ân, chào bạn Đan Phương, bạn Linh Linh, những bạn đang ở ngoài Facebook và những bạn đang theo dõi ở fanpage của thầy Nguyễn Phùng Phong và trên trang Tâm Trí Lực, và đặc biệt là kênh YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong. Các bạn nào đang xem trực tiếp thì hãy chia sẻ cái buổi học ngày hôm nay cho nhiều bạn của mình cùng được học. Rồi, những bạn nào đã có chia sẻ buổi học này đến với các bạn của mình, các bạn gõ cho cô chữ có nha. Xem là bao nhiêu bạn đã chia sẻ rồi nào. Bạn Bảo Khánh đã có giới thiệu cho bạn bè mình rồi đúng không? Những bạn nào đang ở ngoài Facebook nè và những bạn đang xem trực tiếp ở ngoài YouTube, bạn nào đã có chia sẻ với bạn bè mình rồi, gõ cho cô chữ có nha. Rồi, để cô xem ngoài Facebook bạn nào đã có chia sẻ rồi nào. Rồi, các bạn, để cô xem, mỗi bạn chỉ cần là chia sẻ cũng như là mời 5 bạn của mình vào học là chúng ta sẽ có rất là nhiều bạn học sinh trên cả nước cùng học chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Và sau khi mà chúng ta vào năm học mới á, các bạn được học cùng với nhau thì chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành những đôi bạn học sinh cùng tiếng và càng cùng đạt được những kết quả rất là tốt trong năm học mới đúng không nào? Rồi, cô cảm ơn Xuân Thịnh ha, cảm ơn Bảo Long. Các bạn đã có chia sẻ cho những bạn bè mình được biết rồi. Ngoài Facebook có bạn Hoàng Minh nè, ấy cũng đã có chia sẻ cho bạn bè của mình rồi. Rồi, bạn nào ngày hôm nay đã sẵn sàng với lớp học của chúng ta, giơ tay vẫy vẫy cho cô xem nào. Để cô xem có bao nhiêu bạn đã bật camera rồi nha. Vì lớp học của chúng ta là lớp học trực tuyến qua online, cho nên các thầy cô rất là mong muốn được xem bao nhiêu bạn đã học và gương mặt của tất cả các bạn. Cho nên những bạn nào được may mắn chúng ta học ở trong phòng Zoom thì các bạn nhớ bật camera lên nha. Rồi, cô thấy có bạn Anh Tuấn đã bật camera nè.
bạn Trí Dũng, bạn Bảo Khánh, bạn Trần Thùy Linh, bạn Đào Thị Minh Anh, bạn Nam Quốc, các bạn đã bật camera rồi cho nên là cô mới thấy được gương mặt của các bạn đúng không nào? Rồi, các bạn có biết là ngày hôm nay chúng ta học môn toán lớp 9 với bài học nào không? Bạn nào biết gõ xuống cho các bạn khác vừa được nhắc bài này và chúng ta cùng được biết luôn ngày học hôm nay chúng ta học bài gì? Các bạn ở ngoài Facebook nếu cũng biết bài học của chúng ta ngày hôm nay là gì, các bạn cũng hãy gõ xuống luôn nha. À, một hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Chính xác. À, bài hình lớp 9 môn toán. Rồi, các bạn kêu là bạn ngại bật cam lắm, hôm sau chúng ta toàn là những bạn rất là xinh xắn, cho nên các bạn hãy tự tin bật camera lên, biết đâu chúng ta lại có cơ hội được kết nối với nhiều bạn trên khắp cả nước đúng không nào? Cho nên cứ tự tin bật camera lên nha. Và chỉ những bạn có bật camera thì các thầy cô mới có thể mời mình lên để có thể bóc được những phần quà đây. Khoe với các bạn nha, đây là cái hộp quà may mắn mà ngày hôm nay bạn nào mà trả lời được những câu hỏi của thầy cô thì sẽ được bóc thăm may mắn trong chiếc hộp này. Sẽ có những phần quà combo nè, gồm nón, túi sách, khẩu trang tâm trí lực, khẩu trang siêu trí nhớ học đường, và đặc biệt có những phần quà cộng tiền mặt ở phía sau đó nào. Cho nên các bạn hãy thật là sẵn sàng ngày hôm nay chinh phục chiếc hộp quà may mắn này của cô Thảo nha. Đâu, bạn nào muốn giành được phần quà trong chiếc hộp này, các bạn gõ chữ tôi. Rồi, ngày hôm nay rất nhiều phần quà, bạn nào muốn nhận gõ chữ tôi xem nào. Xem là có bao nhiêu bạn thực sự là muốn nhận ha. Có bạn Đức Hiếu nè, bạn Thảo Vy. Rồi những bạn nào ngoài Facebook cũng muốn nhận quà đâu, các bạn gõ cho cô chữ tôi nha. Mỗi lớp học của chúng ta như vậy từ 30 cho đến 40 phút và các bạn sẽ được học những phương pháp học nhanh nhớ lâu bằng sơ đồ tư duy cũng như được giải các bài tập để làm sao mình vừa học, mình vừa áp dụng giải bài tập và đặc biệt là được cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Rồi để xem còn bạn nào nữa ha. Ở ngoài Facebook có bạn Nguyễn Bích Ngọc nè, bạn Hoàng Trúc Anh, bạn Nguyễn Nhung, bạn Nguyễn Bích Ngọc đang bình luận là tôi, chứng tỏ các bạn ở ngoài Facebook cũng rất là sẵn sàng để các bạn nhận quà. Và trước khi vào lớp học của chúng ta thì cô muốn giao lưu với một bạn ở trong lớp. Rồi, bạn nào sẵn sàng giao lưu với cô thì hãy giơ tay vẫy vẫy để các thầy cô mời mình lên giao lưu nha. Rồi, cô thấy có rất là nhiều bạn đã vẫy tay rồi. Xin mời các thầy cô sẽ mời giúp cô Thảo một bạn để giao lưu cùng với cô nha. Cô mời bạn Bảo Khánh. Rồi, mời Bảo Khánh. Bảo Khánh sẽ bật mic lên và giao lưu cùng với cô nha. Rồi, cô chào Bảo Khánh. Em hãy... Chào tất cả các bạn và cô, em xin tên là Nguyễn Bảo Khánh. Em đang sống tại Bắc Ninh. Ba từ để nói về em là trung thực, hiếu thảo và tự tin, mang mọi người hãy cổ vũ cho em ạ. Rồi, cô chào Bảo Khánh nha. Bạn ấy có một cái chiếc cỏ ở trên đầu rất là dễ thương luôn các bạn. Rồi, Bảo Khánh là em đến từ Bắc Ninh và em có thể chia sẻ cho cô biết là làm sao em biết được đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường không nào? Mà cô là em đã tìm hiểu chương trình siêu trí nhớ học đường rất là nhiều và em cũng đã tham gia rất là nhiều. Tức là những cái chương trình cũng như là những cái về cuộc thi 5 phút thuộc bài là em cũng đã có tham gia đúng không nào? Vâng ạ. Rồi, các bạn nhớ ha, chúng ta còn có cuộc thi đó là 5 phút thuộc bài tổ chức hàng tuần nữa. Đây là một cơ hội cho các bạn giành được rất là nhiều giải thưởng. Và chương trình này thì em đã tham gia được mấy lần rồi nè? Em tham gia được cũng tầm khoảng mấy chục lần rồi. Mấy chục lần luôn hả? Còn cuộc thi 5 phút thuộc bài thì em tham gia mấy tuần rồi? 2 tuần rồi. Tức là 2 tuần em đều có đăng bài, vẽ 5 bài mind map và clip gửi về cho chương trình đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi thì nếu mà như vậy thì cô sẽ nhờ Bảo Khánh có thể là chia sẻ cho các bạn ở trong phòng Zoom nè, các bạn ở ngoài Facebook nè, các bạn đang xem trực tiếp trên YouTube sẽ biết về một vài cái thể lệ của cuộc thi 5 phút thuộc bài được không nào? Bảo Khánh còn nhớ cái một số thể lệ không? Mà cô là có. Rồi vậy thì cô sẽ nhờ Bảo Khánh chia sẻ cùng với các bạn một vài cái thể lệ của cuộc thi để những bạn nào mà chưa được biết về chương trình này cũng sẽ lên trang siêu trí nhớ học đường.com mình tham gia dự thi nha. Với cô là cuộc thi 5 phút thuộc bài là gồm có một tuần thì mình sẽ gồm những bài tập nào nè? Với cô là đăng bài, một tuần thì mình sẽ có 4 giải, đó là giải nhà đào tạo ý chí, nhà đào tạo truyền cảm hứng, nhà đào tạo xuất sắc và nhà đào tạo và giải may mắn đặc biệt ạ. Rồi, và cách thức của mình đăng bài là sẽ gồm những gì, Bảo Khánh còn nhớ không?
Thưa cô là mình sẽ đăng ký để nhận mã số dự thi trên trang web siêu trình nhớ học đường.com và sẽ công bố trong chương trình tối thứ năm từ 7 giờ đến 9 giờ. Đăng cú pháp trên Facebook và đường link trên Facebook và mình sẽ theo dõi tích phiếu đổi quà, đăng ký đổi quà sẽ được gửi đến của thí sinh theo trong đăng ký trong phần mã số dự thi ạ. Và với nộp bài thì mình gồm có mấy bài mind map và cách thức mình làm như thế nào, Bảo Khánh còn nhớ không? Mình sẽ gồm mấy bài mind map tự do. Cô là gồm 4 bài mind map tự do và một bài theo ra đề theo đề của ban tổ chức ạ. Chính xác. Và tuần này ngày hôm qua đã vừa công bố cái đề thi của tuần này, Bảo Khánh đã nhận được đề thi chưa? Tên mất cô là rồi. Rồi, vậy thì cô chúc cho Bảo Khánh tuần này sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài để giành được những cơ hội có những phần quà, và đặc biệt chúng ta chỉ cần là tham gia liên tục thì cũng sẽ được nhận các phiếu tích điểm đổi quà, và chúc Bảo Khánh sẽ có cơ hội may mắn giành được những phần quà từ chương trình này, được không nào? Vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi, cô cảm ơn Bảo Khánh. Và có bạn nào đã có tham gia thi chương trình 5 phút thuộc bài, các bạn tham gia một lần gõ số 1, các bạn tham gia 2 tuần gõ số 2, bạn nào chưa tham gia gõ số 3 ha. Rồi, các bạn đã tham gia được 2 tuần nè, các bạn chưa tham gia thì ngày hôm nay cô Thảo sẽ tiết lộ cho các bạn những cái cách chúng ta đăng ký. Rồi, có bạn tham gia một lần, có bạn tham gia 2 lần, rồi còn bạn nào nữa? Tuần này là tuần thứ 3 chúng ta có đề thi. Bạn nào mà chưa biết đề thì các bạn cứ lên trang siêu trí nhớ học đường.com. Các thầy cô đã công bố đề thi của tuần này để cho các bạn vừa vẽ mind map nè, sau đó quay clip và gửi bài về cho chương trình, được không nào? Rồi, bạn nào chưa biết cứ lên trang siêu trí nhớ học đường.com và phần 5 phút thuộc bài chúng ta đăng ký. Mỗi bạn sẽ có một số báo danh, và đặc biệt đề thi nè, thể lệ cũng như cách chúng ta nộp bài đều có sẵn ở trên trang trên trang siêu trí nhớ học đường.com rồi. Các bạn cứ lên và tìm hiểu về chương trình nha. Giải thưởng cô sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là mỗi tuần chúng ta sẽ có 12 giải nhà đào tạo xuất sắc, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. 12 giải nhà đào tạo truyền cảm hứng, mỗi giải cũng trị giá 1 triệu đồng. 4 tuần chúng ta giành được một phiếu đổi quà. 8 tuần chúng ta giành được 2 phiếu đổi quà, và 12 tuần sẽ là 3 phiếu đổi quà. Và đặc biệt là mỗi tháng chúng ta có cơ hội bốc thăm những giải đặc biệt với 10 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng nha các bạn. Rất là nhiều giải thưởng đặc biệt, và cuộc thi của chúng ta là hàng tuần, cho nên là các bạn tuần nào cũng hãy nỗ lực chúng ta tham gia, mỗi ngày vẽ một bài mind map và sau đó nhận đề thi của chương trình chúng ta làm. Nộp bài trước 21 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần, được không nào? Rồi, cô thấy rất nhiều bạn đã đăng ký dự thi rồi, và cô chúc cho các bạn tuần này sẽ tiếp tục tham gia và nhận được những giải thưởng từ chương trình nha. Bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng cho buổi học sáng ngày hôm nay? Các bạn gõ cho cô chữ SS nào. Rồi, có nhiều bạn đã rất là quen với buổi học và chỉ cần cô Thảo nói tới đây thôi, các bạn đã gõ chữ sẵn sàng vào trong khung chat rồi. Còn những bạn ở ngoài Facebook và những bạn đang xem trực tiếp ngoài YouTube, các bạn nào đã sẵn sàng gõ cho cô chữ SS luôn nha. Rồi, để cô xem là ngoài Facebook các bạn đã sẵn sàng, đã có biết đâu lại năng lượng hơn những bạn học ở trong Zoom thì sao? Được không nào? Rồi, các bạn ở trong phòng Zoom đang gõ rất là nhiều chữ SS, chứng tỏ các bạn đã sẵn sàng rồi. Các bạn khối 9 rất là năng lượng luôn. Bạn Kiều Quyên, bạn Thanh Xuân, bạn Nguyễn Nhung ở ngoài Facebook đã sẵn sàng. Và trong phòng Zoom cũng các bạn cũng đang sẵn sàng rồi, thì chúng ta hãy ngồi thẳng lưng nào. Hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Đâu, các bạn hãy dành cho thầy cô chúng ta một nụ cười xem. Chúng ta hãy rồi xem là có bao nhiêu bạn ở trong Zoom chúng ta đã sẵn sàng với gương mặt thật là tươi vui nha. Rồi, có bạn Bảo Khánh nè, bạn Minh Khuê, rồi bạn Minh Anh, bạn Minh Trí, bạn Hải Đăng. Rồi, bạn Thành Long các bạn, cô thấy là gương mặt của bạn rất là tươi luôn, và chắc chắn không để cho các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để mời đến lớp của chúng ta thầy Võ Văn Vinh Quang. Dạ thầy Quang ơi, thầy Quang sẽ bật mic nha thầy. Các bạn sẽ đợi thầy Quang một chút xíu ha, tại vì được nghe thầy Quang giảng rất đặc biệt. Dạ rồi, xin mời thầy ạ.
Rồi, xin cảm ơn cô Phương Thảo rất nhiều. Và thầy xin chào mừng các em học sinh đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Và trước hết, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Võ Văn Vinh Quang và là giáo viên bộ môn toán. Rồi, trước khi chúng ta vào buổi học nè, thì thầy muốn là các bạn kiểm tra lại âm thanh mà các bạn có nghe rõ từ chương trình hay không nè. Nếu mà nghe rõ thì là các con nhấn số 1 giùm thầy nha. Nếu mà các con nghe rõ âm thanh từ chương trình thì nhấn số 1 giùm thầy. Rồi, rất là nhiều bạn nhấn số 1 rồi. Rồi, tiếp theo không biết là tình hình dịch bệnh COVID ở khu vực các bạn có ổn hay không? Có ca F0 nào hay không các bạn? À, vẫn ổn. Chỗ con vẫn ổn à. Rồi, bên em vẫn ổn. Rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau giữ sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rồi, tiếp theo các bạn có thể giúp thầy điều này được hay không nè? Thầy thấy là các bạn tham gia ở trong phòng Zoom cũng như là ở ngoài Facebook là rất là đông rồi. Nhưng mà thầy biết là còn rất nhiều bạn muốn tham gia chương trình này nhưng lại là chưa có biết đến chương trình. Nên là các bạn có thể chia sẻ chương trình này lên trang cá nhân của mình để nhiều bạn có thể biết thêm và vào học chung với chúng ta được hay không? Rồi, nếu bạn nào đã chia sẻ rồi thì con hãy nhấn phím số 2 cho thầy nha. Nếu bạn nào đã chia sẻ rồi thì con hãy nhấn phím số 2 cho thầy. Kể cả những bạn ở ngoài Facebook luôn nha tụi con. Rồi, thầy thấy rất là nhiều bạn đã chia sẻ rồi. Thêm một bật mí nhỏ dành cho các bạn. Trong bài học ngày hôm nay thì là có thể chúng ta là sử dụng đến những cái phép tính mà cần sử dụng máy tính cầm tay. Nên là các bạn hãy chuẩn bị cho thầy một số vật dụng sau đây để cho buổi học chúng ta được hiệu quả hơn. Đầu tiên chắc chắn sẽ là một máy tính cầm tay, được chưa? Tiếp theo là một quyển vở hoặc là một quyển sổ nhỏ. Rồi thêm bút nữa nè, được ha. Và nhớ là phải tập trung vào bài học để có thể giải nhanh được các bài toán và giành những phần quà giá trị từ ban tổ chức nha tụi con. Rồi, các bạn đã sẵn sàng vào bài học ngày hôm nay chưa nè? Nếu đã sẵn sàng thì các bạn hãy nhấn SS vào khung chat giùm thầy. Nếu đã sẵn sàng thì các bạn hãy nhấn SS vào khung chat giùm thầy nha. Rồi, thầy thấy các bạn đã sẵn sàng hết rồi. Vậy thì để vào bài mới ngày hôm nay, thầy sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Và nếu bạn nào trả lời được sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức chương trình. Các bạn nghe kỹ câu hỏi và bạn nào trả lời được thì là bạn hãy dùng cái biểu tượng giơ tay để ban tổ chức có thể là mời con nha. Rồi, câu hỏi là các bạn có thể cho thầy biết một định lý khá quan trọng trong tam giác vuông mà con đã học hồi năm lớp 7. Rồi, bạn nào biết thì giơ tay nha các con. Cô thấy một tín hiệu rất là nhanh từ bạn Đào Thị Minh Anh. Rồi, nhờ ban tổ chức. Rồi, mời Minh Anh mở mic nha. Em chào cô, thầy và các bạn ạ. Tên em rồi, là thầy chào Anh. Con có thể giới thiệu về mình được hay không? Em là Đào Thị Minh Anh, năm nay em lên lớp 9. Ba từ để nói về em là trung thực, hiếu thảo và yêu thương. Mong mọi người hãy cổ vũ cho em. Rồi, thầy chào con. Và con có thể nói cho thầy và các bạn biết đó là định lý nào hay không con? Em thưa thầy là định lý Pythagore ạ. Rồi, quá chính xác luôn. Nhưng mà thầy muốn hỏi thêm một ý nhỏ nữa để cho các bạn khác có thể nhớ lại bài cũ luôn nè. Là con có thể phát biểu định lý đó cho các bạn cùng biết được hay không? Em thưa thầy, định lý Pythagore là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông ạ. Rồi, quá chính xác cho con luôn, được chưa? Là trong một tam giác vuông thì bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Và con sẽ xứng đáng nhận được một phần quà từ ban tổ chức và xin ban tổ chức hỗ trợ ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến một cái phần rất là hồi hộp trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn ha. Đó chính là phần bốc thăm quà. Bây giờ Minh Anh ha, cô sẽ có một cái hộp quà như thế này và Minh Anh sẽ chọn từ số 1 cho đến số 10. Minh Anh sẽ chọn giúp cô một con số mà Minh Anh cảm thấy may mắn nhất cho mình trong ngày hôm nay, mang lại cho mình một phần quà ha. Rồi, Minh Anh sẽ bật mic và sau đó trả lời cho cô. Xem là Minh Anh chọn con số gì nào? Số 6 ạ. Số 6 đúng không nào? Bây giờ cô sẽ mở số 6 ha. Cô sẽ có rất là nhiều lá phiếu và bây giờ Minh Anh chọn số 6. Đây. Rồi, số 6 ha. Và phần quà dành cho Minh Anh chính là một combo quà gồm nón, khẩu trang và túi siêu trí nhớ học đường. Chúc mừng Minh Anh nha. Và Minh Anh sẽ đọc số điện thoại để cho các thầy cô ghi nhận và gửi quà về cho mình nhé. Dạ, vâng, số điện thoại của mẹ em là 0976
849-334 ạ. 0976-846-534 đúng không nào? 0976-849-334 ạ. Rồi, cô cảm ơn Minh Anh và cô chúc mừng Minh Anh một lần nữa và các bạn ở trong phòng Zoom. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta còn rất là nhiều phần quà cộng cộng ở phía sau nữa, cho nên chúc các bạn sẽ may mắn giành được những phần quà đặc biệt này nha. Dạ rồi, xin mời thầy Vinh Quang sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Minh Anh ha, đã nhận được phần quà đầu tiên từ chương trình và chắc chắn sẽ còn nhiều phần quà tiếp theo dành cho các bạn nha. Chúng ta cùng nhau tiếp tục nè. Rồi, ở lớp 7 thì các con đã học về định lý Pythagore được áp dụng trong tam giác vuông. Vậy thì ngoài ra trong tam giác vuông còn có một số hệ thức cũng khá quan trọng nữa mà có thể giúp các bạn giải nhanh được các bài toán và có thể là giải quyết được các vấn đề trong thực tế. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những hệ thức đó. Chúng ta sẽ vào bài 1 chương đầu tiên của hình học lớp 9. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, hay người ta còn gọi là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Rồi, nếu như các bạn đã theo dõi chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường từ những lần trước, thì chắc chắn các bạn đã biết trên trang web siêu trí nhớ học đường.com đã xây dựng hệ thống bài giảng dưới dạng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để giúp các bạn có thể phát huy được năng khiếu về tiếng Anh của mình, cũng như là có thể rèn luyện được vốn ngoại ngữ mà mình khi mình tự học ở nhà. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, thầy xin mời các bạn cùng trải nghiệm hai phiên bản của bài học ngày hôm nay. Và các bạn phải nhớ là tập trung ghi lại những công thức quan trọng, nhớ nha, tập trung ghi lại những công thức quan trọng, vì sau khi xem hai phiên bản này, thầy sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn, và hiển nhiên, nếu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Rồi, đầu tiên, thầy xin mời các bạn cùng xem qua phiên bản tiếng Anh của bài giảng ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức hỗ trợ ạ. Hello everyone, I'm Ngop Lung, and I'm so glad to see everyone in the Super Memory for Schools program. Today we'll study Lesson 1 of Chapter 1, Equations for the Altitude and Size of the Right Triangle. Today's lesson has two main points. The first one is the equation for the leg and its projection on the hypotenuse. The second part is some equations related to altitude. Let's start with the first part. Here we have triangle ABC, right angled at A, AB is the leg, AC is the leg, and BC is the hypotenuse. We draw altitude AH and BH is the projection of leg AB on the hypotenuse BC. CH is the projection of the leg AC on the hypotenuse BC. We have theorem 1. In a right triangle, the square of each leg is equal to the product of its projection on the hypotenuse and the hypotenuse. Specifically in the figure, we have triangle ABC right angled at A with the altitude AH. At that time, the leg AB squared is equal to the multiplication of the projection BH and the hypotenuse BC. And the corollary of the above theorem is Pythagorean theorem. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. We already learned this Pythagorean theorem in the program of grade 7, didn't we? Now let's apply Theorem 1 and Pythagorean Theorem to do the following problem. Find XY in the figure. Here I have a triangle called ABC, which is right angled at A, and the altitude is AH. Let's identify the elements in the figure. AB is the leg, AC is the leg, and BC is the hypotenuse. AH is the altitude, and BH, CH are the projections. The problem provides the length of the two projections, and requires us to find the length of two legs. Thus, to find AB, we shall apply Theorem 1, that the square of each leg is equal to the product of this projection on the hypotenuse and the hypotenuse. Hence, we shall present as follows. We have triangle ABC right angled at A with the altitude AH, and we have AB squared equals BH times BC, and we call this trigonometric equations. After that, we shall replace the length of AB with X and the length of BH with 1. BC is not given. However, we have the measures of BH and HC of which the sum is equal to BC, or 1 plus 4. We put it in the equation and the result of x squared equals 5. And to x, we take the square root of 5 and it's approximately 2.2. Thus, we have found x equals 2.2. And to find the length of the leg AC, we also use theorem 1. We have the equation AC squared equals CH times BC from the trigonometric relationship. And replacing the length of CH BC, we get y squared equals 20, and taking the square root of it,
y equals square root of 20, or approximately 4.5. So we have found x equals 2.2 and y equals 4.5. So I've introduced the first part, which is equations for the legs and their projection on the hypotenuse. Let's continue with the second part, which is the equation related to altitude. We have theorem 2. In the right triangle, the square of the altitude to the hypotenuse is equal to the product of two projections of two legs on the hypotenuse. Here we have triangle ABC, right angled at A, altitude AH. According to the theorem number 2, we have the equation that AH squared equals BH times HC. So we get the contents of theorem 2. Let's apply the theorem to the following example. Find the height of the tree in the figure. Given that the person is 2.25 meters away from the tree and the distance from his eyes to the ground is 1.5 meters. Let's look at the figure. Here we see that DE is the distance from his eyes to the ground. AE is the distance from that person to the tree, and AC is the height of the tree. In order to find the measure of AC, we use the rectangular ABDE, because if we have angle B, angle E, and angle A are equal to 90 degrees, and we have side BD equals AE equals 2.25 meters, and side DE equals AB equals 1.5 meters. To find the measure of AC, we need to find the measure of BC. Here we see BC and AB as the projections in triangle CDA, right angled at D. Therefore, we have triangle ADC, right angled at D, with the altitude BD. We have the square of the altitude is equal to the product of the two projections, or BD squared equals AB times AC, as the trigonometric equation. After that, we replace the measure of BD and AB, and we have BC equals 2.25 squared divided by 1.5 equals 3.375 meters. Hence, AC equals AB plus BC equals 3.375 plus 1.5 equals 4.875 meters. So we get the height of the tree is 4.875 meters. We have just finished the above example. I have just introduced the contents of theorem 2, and please remember the main point is that the square of the altitude equals to the product of two projections. We move on to the theorem 3. In the right triangle, the product of two legs is equal to the product of the hypotenuse and the corresponding altitude. Specifically in the figure, we have triangle ABC, right angled at A, with the altitude AH. Then the product of two legs, AB and AC, is AH times BC. Let's apply the above theorem to exercise 3 in textbook page 69. Find XY in the figure. The problem provides a right triangle with an altitude. Here we call it triangle DEF, right angled at D, with the altitude DK. After identifying the above elements, here we have the length of two legs, DE and DF. The problem requires us to find the length of the altitude DK and the hypotenuse EF. Let's use Pythagorean theorem to find hypotenuse EF. After replacing the measure of DE and DF, we get y squared equals 74, so y square root of equals 74, or approximately 8.6. To find the measure of the altitude DK, we use the theorem 3. We have triangle DEF, right angled at D, with the altitude DK. With the product of the altitude DK and EF equals DE times DF, when we put this in the equation, x will be approximately 4.1. So we have just solved problem 3 in textbook page 69. Please remember the main point of the theorem number 3 is that the product of two legs is equal to the product of the altitude and the hypotenuse. Let's continue with theorem 4. In a right triangle, the inverse of the square of the altitude to the hypotenuse equals to the sum of the inverses of the squares of two legs. Specifically in the figure, we have triangle ABC, right angled with A, with the altitude AH. So the inverse of the square of the altitude AH is equal to the sum of Rồi, xin cảm ơn ban tổ chức. Rồi, thầy thấy là các bạn là qua camera, thầy thấy được là các bạn đang rất chăm chú và có những bạn là còn ghi lại những cái nội dung rất là quan trọng trong cái video bằng tiếng Anh nữa. Thì
Thì không biết là sau khi xem xong bài giảng bằng tiếng Anh thì các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm nè. Đó, các con sẽ nhắn vào khung chat cho thầy nha. Và nhớ trả lời thật lòng giùm thầy này nha. Rồi, những bạn đầu tiên hiểu ha, 80, 90, 50%, 80%, 70%. Rồi, vậy là các bạn quá tốt luôn. Nhưng mà có những bạn thì là chưa hiểu lắm. Rồi, không sao, có những bạn trả lời là 20%. Được ha. Rồi, không sao nè các con. Vậy thì bây giờ ha, thầy sẽ mời các bạn cùng trải nghiệm qua phiên bản tiếng Việt của bài giảng này để mình có thể hiểu rõ hơn và có thể trả lời được câu hỏi của thầy nha. Xin mời ban tổ chức hỗ trợ ạ. Hello everyone, I'm Ngọc Lan and I'm so glad to see. Rồi, không sao nha tụi con. Chờ ban tổ chức một xíu ha. Cô Ngọc Lan chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu bài số 1 của chương 1, một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Bài học ngày hôm nay gồm có hai nội dung chính. Thứ nhất đó là một số hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Phần thứ hai đó là một số hệ thức liên quan tới đường cao. Chúng ta bắt đầu ở phần thứ nhất nhé. Ở đây cô có tam giác ABC vuông tại A. Ta có AB là cạnh góc vuông, AC là cạnh góc vuông và BC là cạnh huyền. Ta vẽ đường cao AH. Khi đó BH là hình chiếu của cạnh góc vuông AB xuống cạnh huyền BC. Và CH là hình chiếu của cạnh góc vuông AC xuống cạnh huyền BC. Ta có định lý số 1. Trong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Cụ thể trên hình vẽ, ta có tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH, thì khi đó cạnh góc vuông AB bình bằng tích hình chiếu BH nhân với cạnh huyền BC. Tương tự, ta có cạnh góc vuông AC bình bằng tích hình chiếu CH nhân với cạnh huyền BC. Và ta có hệ quả của định lý trên, đó chính là định lý Pythagore. Cạnh huyền bình phương bằng cạnh góc vuông bình phương cộng cho cạnh góc vuông bình phương. Và cái định lý Pythagore này chúng ta đã học ở trong chương trình lớp 7 phải không nè? Bây giờ cô và các em sẽ áp dụng định lý số 1 và định lý Pythagore vào bài toán sau. Tính xy trong hình vẽ. Ở đây cô có tam giác và cô sẽ đặt tên cho tam giác này là tam giác ABC vuông tại A và đường cao là AH. Chúng ta sẽ xác định các yếu tố trên hình ha. AB là cạnh góc vuông, AC là cạnh góc vuông, BC là cạnh huyền, AH là đường cao, BH và CH là hình chiếu. Đề bài cho chúng ta độ dài của hai hình chiếu và yêu cầu chúng ta tìm độ dài của hai cạnh góc vuông. Như vậy để tìm AB thì chúng ta sẽ dùng định lý số 1. Đó là cạnh góc vuông bình bằng tích của hình chiếu nhân với cạnh huyền. Như vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Ta xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó ta có AB bình bằng BH nhân cho BC. Và chúng ta sẽ diễn giải đây là hệ thức lượng. Sau đó các em sẽ thay độ dài AB là x, thay độ dài BH là 1. Và BC thì chúng ta chưa có, nhưng ta có hai đoạn nhỏ BH và HC. Nên độ dài BC nó sẽ bằng tổng của BH cộng HC, tức là 1 cộng 4. Ta thay vào thì ta được kết quả x bình bằng 5. Và tìm mức ta lấy căn của 5 thì ta được xấp xỉ là 2,2. Như vậy ta tìm được x là 2,2. Và để tìm cạnh góc vuông AC thì chúng ta cũng dùng định lý số 1. Ta có AC bình bằng CH nhân cho BC hệ thức lượng. Và thay độ dài CH, thay độ dài BC thì ta được y bình bằng 20. Và ta lấy căn thì ta được y bằng căn 20, xấp xỉ là 4,5. Như vậy ta đã tìm được x là 2,2 và y là 4,5. Như vậy cô vừa giới thiệu xong cho các em về phần thứ nhất, đó là một số hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là một số hệ thức liên quan tới đường cao. Chúng ta có định lý số 2. Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Ở đây ta có tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vậy thì theo định lý số 2 thì ta sẽ có hệ thức đó là đường cao AH bình bằng tích hình chiếu BH nhân cho hình chiếu HC.
Như vậy ta được, đây là nội dung của định lý số 2. Chúng ta áp dụng định lý vào ví dụ sau. Tính chiều cao của cây trong hình vẽ, biết rằng người đó đứng cách cây 2,25m và khoảng cách từ mắt người đó đến mặt đất là 1,5m. Các em quan sát hình vẽ ha. Ở đây ta thấy DE nó chính là khoảng cách từ mắt người đó cho đến mặt đất, và AE nó chính là khoảng cách từ người đó cho đến cây, và AC nó chính là chiều cao của cái cây. Rồi do đó chúng ta sẽ tính AC bằng cách ta dùng ABDE là hình chữ nhật, bởi vì ta có góc B, góc E và góc A là bằng 90 độ. Khi đó ta được cạnh BD bằng với cạnh AE bằng 2,25m và cạnh DE bằng với cạnh AB bằng 1,5m. Như vậy để tính độ dài AC, chúng ta chỉ cần đi tính thêm đoạn BC. Ở đây ta thấy BC và AB nó là hình chiếu của tam giác vuông CDA vuông tại D, nên coset tam giác ADC vuông tại D, đường cao là BD. Ta có cao bình bằng chiếu nhân chiếu, tức là BD bình bằng AB nhân cho AC, hệ thức lượng. Sau đó chúng ta thay độ dài BD và thay độ dài của AB thì ta được BC bằng 2,25 bình chia cho 1,5 bằng 3,375. Như vậy AC nó bằng AB cộng cho BC bằng 3,375 cộng cho 1,5 bằng là 4,875m. Như vậy ta được chiều cao của cái cây là 4,875m. Như vậy cô và các em đã thực hiện xong ví dụ trên. Như vậy cô vừa giới thiệu xong nội dung của định lý số 2, và các em nhớ cho cô ý chính của định lý, đó là cao bình bằng chiếu nhân chiếu. Chúng ta qua định lý số 3. Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Cụ thể trong hình vẽ thì ta có tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AH. Khi đó tích hai cạnh góc vuông AB nhân AC sẽ bằng tích đường cao AH nhân với cạnh huyền BC. Chúng ta áp dụng định lý vừa học vào bài số 3 sách giáo khoa trang 69, tính tích y trên hình vẽ. Đề bài cho chúng ta một tam giác vuông và đường cao. Ở đây cô sẽ đặt tên tam giác là tam giác DF vuông tại D, đường cao là DK. Thì sau khi xác định các yếu tố trong hình, thì đây ta thấy đề bài cho cạnh góc vuông DE và cạnh góc vuông DF yêu cầu tính đường cao DK và tính cạnh huyền EF. Chúng ta áp dụng định lý Pythagore để tính cạnh huyền EF. Và sau khi thế DE và DF vào thì ta được Y bình bằng 74. Như vậy ta đã được Y bằng căn 74, sắp xỉ 8,6. Để tính đường cao DK, chúng ta dùng định lý số 3. Ta xét tam giác DEF vuông tại D có đường cao là DK, thì ta được tích của đường cao DK nhân với cạnh huyền EF bằng tích của DE và DF. Và chúng ta thế độ dài vào thì ta được x bằng sấp xỉ 4,1. Như vậy chúng ta đã giải xong bài số 3 sách giáo khoa trang 69. Vậy các em nhớ cho cô nội dung chính của định lý số 3, đó là cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông bằng cao nhân huyền. Chúng ta qua định lý số 4. Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông. Cụ thể trên hình vẽ, ta có tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó, nghịch đảo của đường cao AH bình bằng tổng các nghịch đảo của cạnh góc vuông AB bình cộng với nghịch đảo của cạnh góc vuông AC bình. Chúng ta áp dụng định lý vừa học vào ví dụ sau. Cho tam giác vuông, trong đó có các cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm. Tính độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông. Ở đây cô cũng đã vẽ tam giác MNP vuông tại M, có MO là đường cao. Đề bài cho độ dài cạnh góc vuông MN là 6 và MP là 8. Yêu cầu tính đường cao MO. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng định lý số 4. Ta xét tam giác MNP vuông tại M có MO là đường cao, thì khi đó ta có hệ thức 1 phần MO bình bằng 1 phần MN bình cộng cho 1 phần MP bình, và ta giải thích đây là hệ thức lượng. Và chúng ta thay độ dài MN thay độ dài MP thì ta được 1 phần MO bình bằng 25/576, và thực hiện nghịch đảo lên thì ta được MO bình bằng 576/25. Và để tính MO thì chúng ta sẽ lấy căn của 576/25 thì ta được MO bằng 4,8cm. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong ví dụ trên.
Như vậy, bài học ngày hôm nay cô đã giới thiệu cho các em về bốn định lý. Và các em nhớ cho cô, định lý số 1 được ghi bởi công thức đó là cạnh góc vuông bình bằng hình chiếu nhân với cạnh huyền. Định lý số 2 thì chúng ta sẽ có là cao bình bằng chiếu nhân chiếu. Định lý số 3 đó là cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông bằng cao nhân huyền. Và định lý số 4 đó là một phần cao bình bằng một phần cạnh góc vuông bình cộng cho một phần cạnh góc vuông bình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có định lý Pythagore chúng ta đã học ở lớp 7, đó là huyền bình bằng cạnh góc vuông bình cộng cạnh góc vuông bình. Cô tin chắc rằng là sau cái buổi học ngày hôm nay các em đã biết cách vận dụng. Rồi, xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều ạ. Được rồi, xin cảm ơn ban tổ chức. Sau khi các bạn đã xem qua hai cái video bài giảng bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì không biết là các bạn có thắc mắc gì về nội dung của hai cái bài giảng đó hay không nè. Có bạn nào thắc mắc gì hay không nè thì các bạn nhắn vào trong khung chat nha. Rồi, có nhiều bạn nói là nhanh quá không kịp, đúng không? Rồi, không sao nha tụi con. Thì bây giờ để mình hiểu rõ hơn các nội dung trong hai video bài giảng đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bài tập sau đây, được chưa? Để mình có thể nắm chắc kiến thức hơn nè. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên, thầy sẽ muốn nhắc lại các bạn một số kiến thức mà các bạn cần nhớ trong bài học ngày hôm nay. Rồi, thầy xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Được chưa? Bây giờ ta sẽ có những cái hệ thức nào mà quan trọng mà có trong cái tam giác ABC vuông tại A đường cao AH này nha tụi con. Rồi, các bạn quan sát hình vẽ ha. Thầy có tam giác ABC vuông tại A thì hai cạnh là AB và AC là hai cạnh góc vuông. Thầy nhắc lại cho các bạn biết luôn. Rồi cạnh BC là cạnh huyền, AH là đường cao và hai hình chiếu là HB và HC. Vậy thì không biết là bạn nào có thể nhắc lại cho thầy về định lý Pythagore trong tam giác ABC cũng như là các hệ thức lượng hay không nè. Dạ, rồi bạn nào mà biết thì các bạn sẽ dùng biểu tượng giơ tay nha để ban tổ chức có thể liên hệ nè. Cái slide của mình hình như nó bị mất chữ thầy, thì thầy có thể là chiếu lại slide được không ạ? Rồi các bạn chờ thầy xíu nha. Rồi các bạn có thấy rõ cái slide chưa nè? Nếu bạn nào thấy rõ thì nhấn cho thầy số 1 nha. Các bạn có thấy rõ nội dung trên slide hết chưa nè? Rồi không sao, chúng ta bắt đầu lại nha. Rồi bạn nào có thể là liệt kê cho thầy các hệ thức trong tam giác ABC này được hay không? Rồi bạn nào có thể liệt kê được thì giơ tay ha. Rồi thầy nhờ ban tổ chức có thể là giúp thầy gọi giùm một bạn giơ tay sớm nhất ạ. Rồi cô xin mời bạn Nguyễn Phương Duyên sẽ lên trả lời câu hỏi này của thầy nha. Rồi Phương Duyên sẽ bật mic nào. Thầy chào con. Rồi con có thể giới thiệu về mình được hay không nè? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Phương Duyên. Năm nay con lên lớp 9, ba từ để nói về con là thông minh, sáng tạo và tự tin. Xin mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, thầy chào con. Rồi bây giờ là con có thể liệt kê cho thầy về định lý Pythagore cũng như là các hệ thức lượng xuất hiện trong tam giác ABC này được hay không con? Đầu tiên định lý Pythagore là sao con? Con được thầy là định lý Pythagore ở tam giác này là BC bình sẽ bằng AB bình cộng với AC bình ạ. Rồi quá đúng luôn. Tiếp theo về các hệ thức lượng nè. Hệ thức lượng đầu tiên con ơi. Hệ thức lượng đầu tiên là AB bình thì sẽ bằng BH nhân với BC ạ. Rồi quá đúng luôn. Tiếp tục một công thức tương tự con. Là AH bình. Cái cạnh góc vuông tiếp theo đi con. Cạnh góc vuông tiếp theo ha.
Con thưa thầy là AC bình thì sẽ bằng HC nhân với BC ạ. Rồi, quá đúng luôn. Tiếp theo, công thức về đường cao nè. Con nhắc cho các bạn biết luôn. Công thức về đường cao là AH bình thì sẽ bằng BH nhân với HC ạ. Đúng rồi, bình phương đường cao bằng tích của hai hình chiếu. Đúng không ha? Rồi tiếp theo một công thức liên quan tới đường cao nữa. AB nhân với AC thì sẽ bằng AH nhân với HBC ạ. Rồi, quá chính xác. Được chưa? Con sẽ có là tích của hai cạnh góc vuông thì sẽ bằng là đường cao nhân cho cạnh huyền. Rồi, và công thức cuối cùng hơi khó nhớ. Không biết con có nhớ hay không nè. Là một phần AH bình sẽ bằng một phần AB bình cộng với một phần AC bình ạ. Rồi, quá chính xác luôn. Điều này chứng tỏ là bạn xem hai video đó rất là kỹ, được ha. Và hiển nhiên là một phần quà đáng giá trị dành cho con. Rồi, thầy nhờ ban tổ chức ạ. Rồi, và đến lượt Phương Duyên sẽ được nhận quà trong chiếc hộp may mắn của cô Thảo ha. Bây giờ cô Thảo sẽ có từ số 1 cho đến số 10. Phương Duyên sẽ chọn cho mình một con số mà em cảm thấy may mắn để nhận được phần quà trong chiếc hộp này nha. Con chọn số 8 ạ. À, số 8 đúng không nào? Rồi, bây giờ cô sẽ mở chiếc hộp này ra. Xem nào. Rồi, với số 8. Một phần quà dành cho bạn Phương Duyên. Rồi, Phương Duyên sẽ được biết ngay sau đây. Đầu tiên, có hộp quà là các bạn biết là gì nào? Đó là một combo nón, khẩu trang và túi sách của siêu trí nhớ học đường. Và phía sau tay của cô Thảo là cộng thêm 100.000 đồng. Xin chúc mừng Phương Duyên, bạn ấy vừa nhận được phần combo này và cộng thêm phần tiền mặt của chúng ta luôn. Bây giờ Phương Duyên sẽ giúp cô đọc số điện thoại của ba hoặc mẹ mình để cho các thầy cô gửi quà về cho mình nha. Số điện thoại của bố con là 0915 ạ. 0915 027 ạ. 027 0915 555 027 ạ. Rồi, các thầy cô đã ghi được chưa ạ? Rồi, cô cảm ơn Phương Duyên rất là nhiều. Rồi, và chúc mừng Phương Duyên đã giành được câu trả lời cũng như là một phần quà rất là đặc biệt từ chiếc hộp này, và còn rất là nhiều cơ hội cho các bạn khác sẽ chinh phục phần quà ngày hôm nay, được không nào? Và tiếp theo đây, xin mời thầy Vinh Quang sẽ tiếp tục buổi học này ạ. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Phương Duyên một lần nữa nha. Bạn xem video rất là kỹ luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bài tập, được chưa? Để mình hiểu rõ hơn về các định lý này. Rồi, các bạn chú ý nha, đọc kỹ đề và làm rất nhanh nha tụi con. Bài tập số 1 ha. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết độ dài đoạn AB bằng 6cm và đoạn AC bằng 8cm. Tính độ dài đoạn BC và AH. Rồi, thầy sẽ có sẵn hình vẽ cho các bạn luôn. Các bạn quan sát kỹ chưa? Tam giác ABC vuông tại A có hai cạnh góc vuông AB và AC bằng 6cm và 8cm. Tính giùm thầy đoạn BC và đoạn AH. Thầy sẽ có thời gian 30 giây dành cho các bạn. Và nhớ là khi bạn giải ra rồi thì là mình khoan nhắn đáp án vào trong group nha. Được chưa? Để mình giữ bí mật đáp án của mình nè. Khi nào thầy nói hết giờ, các bạn sẽ cùng nhau nhắn đáp án vào trong group chat. Được ha? Để cho các bạn kia cùng so với lại kết quả với mình luôn. Rồi, các con đã chuẩn bị hết chưa nè? 30 giây bắt đầu. Rồi, các bạn nhớ là khoan nhắn kết quả của mình vào trong group chat nha, để giữ bí mật kết quả của mình ha. Các bạn nhớ sử dụng máy tính cầm tay để hỗ trợ nha, cho việc tính toán được nhanh hơn nè. Rồi, hết giờ, các bạn cùng nhau nhắn đáp án vào trong group cho thầy nè. Các bạn cùng nhau nhắn đáp án vào trong group cho thầy.
Rồi xong chưa? Rồi bây giờ ha, bạn nào mà có thể đọc được cái bài giải của mình để cho các bạn khác cùng theo dõi thì là các bạn hãy dùng biểu tượng giơ tay để ban tổ chức có thể là liên hệ với mình nha tụi con. Bạn nào tự tin là mình có thể đọc lời giải của mình cho các bạn kia cùng theo dõi nè thì con hãy dùng biểu tượng giơ tay. Rồi thầy nhờ ban tổ chức mời giùm thầy một bạn ạ. Cô xin mời bạn Đinh Anh Tuấn. Rồi anh Tuấn sẽ bật mic và trả lời câu hỏi của thầy Quang nha. Thầy chào con. Anh Tuấn sẽ bật mic lại nào. Anh Tuấn ơi. Rồi, anh Tuấn ơi. Nếu anh Tuấn chưa sẵn sàng thì cô Thảo sẽ mời bạn khác nha. Rồi. Rồi và bây giờ cô sẽ mời một bạn nam ha. Cô xin mời bạn Đinh Công Sang. Rồi, bạn Công Sang sẽ bật mic và trả lời câu hỏi của thầy nhé. Dạ, em chào thầy, em chào cô ạ. Rồi, thầy chào con giới thiệu về mình cho các bạn cùng biết nha. Dạ, con tên là Đinh Công Sang, đến từ thành phố Hòa Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ba điều để nói về con là trung thực, tự tin và hiếu thảo. Xin mọi người cổ vũ cho con. Rồi, bây giờ dạ. Con có thể đọc lời giải của mình cho các bạn biết được hay không? Nhưng trước hết, con đọc kết quả của con cho thầy biết cho nè. Bạn BC con ra bao nhiêu cm con? BC là con ra 10 cm. Rồi, còn đoạn AH con? Ra 4,8 cm. Rồi bây giờ con đọc lời giải cho các bạn biết ha. Đầu tiên con sẽ xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH đúng không nè? Dạ, ta có. Rồi bây giờ con sử dụng định lý nào trước nè? Định lý Pythagore. Rồi con đọc luôn. AB bình cộng AC bình bằng BC bình. Rồi quá đúng. Sau đó con sẽ thay số vào, ra được BC bình là bao nhiêu nè con? Dạ, BC bình là bằng con xíu. Rồi. BC bình là bằng 4 à không, bằng 100. Rồi, đúng luôn. Và từ đó con ra được đoạn BC là bao nhiêu con? Bằng 10. Dạ BC bằng 10. Rồi, quá chính xác. Tiếp theo con tính đoạn AH bằng cách sử dụng cái hệ thức nào nè? Dạ, dùng hệ thức định lý ba là cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông bằng cao nhân huyền. Rồi, con đọc cho thầy nghe cái định lý đó để các bạn dễ theo dõi luôn. Dạ là AB nhân AC bằng AH nhân BC, con thay số. Rồi. Vậy thầy viết AH nhân BC bằng AB nhân AC, vậy thì có đúng hay không con? Dạ. Yeah. Thầy viết AH nhân BC bằng AB nhân AC, vậy thì có đúng hay không nè? Đúng. Rồi, bây giờ con thay số và tính cho thầy được là AH sẽ bằng bao nhiêu nè? Con đọc kết quả. Dạ, yeah, AH sẽ bằng 4,8. Rồi, quá chính xác luôn. Và hiển nhiên là ban tổ chức sẽ dành cho con một phần quà rồi. Xin mời ban tổ chức ạ. Và tiếp tục là phần vui quà của chiếc hộp may mắn. Bây giờ Công Sang sẽ giúp cho cô chọn ra một con số mà em cảm thấy thích nhất từ số 1 cho đến số 10 nha. À, em chọn số 3. À, số 3 đúng không nào? Để cô xem số 3 đã ba chọn chưa? À, chưa có bạn nào chọn số 3. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem với số 3 mà bạn Sang chọn, chúng ta sẽ có phần quà gì ha. Cô đã bốc được phần quà mà bạn Sang đã chọn, đó là con số 3 nha các bạn. Và đầu tiên luôn luôn những giải thưởng đó là một phần combo. Quan trọng là cái phần sau che của cô này là số mấy nè, tại vì con Sang bốc được trúng một cái phần quà may mắn. Con Sang có biết là với cái hộp quà này mình sẽ nhận được phần thưởng gì trước tiên không nào? Combo gồm cái gì? Dạ, combo gồm áo, mũ và khẩu trang. À, combo của mình, cô nói lại một xíu là combo của mình sẽ gồm nón nè, khẩu trang và một chiếc túi có logo siêu trí nhớ học đường. Và cái phần ở sau này mới là đặc biệt nè. Đó chính là một phần tiền mặt trị giá 100.000 đồng dành cho Công Sang. Chúc mừng em nha. Rồi bây giờ Công Sang sẽ giúp cô đọc số điện thoại của ba hoặc mẹ mình để cho các thầy cô gửi phần quà này về đến cho mình nào. Dạ, số điện thoại của mẹ em là 0966649748. Rồi, cô cảm ơn Công Sang ha. Chúc mừng Công Sang một lần nữa với combo quà và 100.000 đồng. Rồi các bạn ơi, còn rất là nhiều phần quà nha. Cô bật mí cho các bạn có một phần quà
lên tới phần thưởng 300.000 đồng nữa. Cho nên các bạn nhanh chóng trả lời những câu hỏi của thầy Quang ngày hôm nay nha. Rồi, xin mời thầy sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Rồi, một lần nữa thầy xin chúc mừng bạn Công Sang, được chưa? Và tiếp theo đây mình sẽ còn rất nhiều phần quà nha tụi con. Tụi con tiếp theo với bài tập số 2, được chưa? Cố gắng nha các bạn, phải xem đề nè, xem hình vẽ, rồi giải thật nhanh ha. Và nhớ dùng công cụ máy tính cầm tay hỗ trợ nha. Rồi, chúng ta qua bài tập số 2. Các bạn coi ha. Cho tam giác DEF vuông tại E, có đường cao EK. Biết DE bằng 9cm và độ dài DF bằng 15cm. Hãy tính giùm thầy độ dài đoạn DK, đoạn FK và đoạn EK. Và dạ, đây là hình vẽ. Em xin phép thầy là thầy sẽ mở lại cái slide ạ, tại vì thầy chưa chiếu slide, các bạn chưa biết được đề ạ. Để thầy share lại cho các bạn ha. Rồi các bạn xem lại bài tập số 2 nha. Cho tam giác DEF vuông tại E có đường cao EK. Biết DE bằng 9cm và DF bằng 15cm. Tính giùm thầy độ dài đoạn DK, đoạn FK và đoạn EK. Được chưa nè? Rồi các bạn xem hình vẽ ha. Tam giác DEF vuông tại E. Độ dài đoạn DE là 9cm và đoạn DF là 15cm. Rồi bây giờ các bạn quan sát kỹ hình vẽ. Và với bài này các bạn cũng có thời gian là 30 giây luôn. Thời gian hơi gấp rút ha. Nên là các bạn coi thử coi là mình tính toán như thế nào cho nhanh nhất nha. Rồi các bạn đã quan sát kỹ hình vẽ chưa? Thầy cho các bạn thời gian một xí ha. Để cho mình quan sát kỹ hình vẽ hơn. Rồi và chúng ta bắt đầu nha. 30 giây bắt đầu ha. Nhớ các bạn ra kết quả các bạn đừng nhắn vào trong group chat nha tụi con. Chờ hết giờ rồi cùng nhau mình nhắn ha. Rồi hết giờ, rồi các bạn cùng nhau nhắn đáp án của mình vào trong khung chat cho thầy biết nè. Các bạn cùng nhau nhắn đáp án của mình vào trong khung chat nha. Rồi thầy thấy các bạn là gõ rất nhiều đáp án ha. Rồi bây giờ tương tự ha, bạn nào có thể tự tin là mình có thể đọc được lời giải bài này cho các bạn khác cùng biết luôn, được chưa? Rồi thì các bạn hãy dùng biểu tượng giơ tay nha để cho ban tổ chức liên hệ với mình nè. Rồi bạn nào biết thì tụi con giơ tay ha. Nhờ ban tổ chức mời giùm thầy một bạn ạ. Dạ rồi, cô xin mời bạn Trương Hà Thanh Nam. Rồi, Thanh Nam sẽ admit sau đó trả lời câu hỏi của thầy nhé. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trương Hà Thanh Nam. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, tự tin và sáng tạo. Xin mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, thầy chào con. Rồi bây giờ con có thể trước khi mà đọc bài giải của mình, con có thể nói cho thầy biết kết quả con ra đoạn DK là bao nhiêu cm hay không con? Dạ, thưa thầy là đầu tiên là... Kết quả con, tức là con sẽ đọc cho thầy trước kết quả trước DK con ra bao nhiêu cm nè. Rồi, có vẻ là hệ thống âm thanh. Alo. Alo, rồi con có thể đọc cho nghe cho thầy nghe kết quả đoạn DK của con là bao nhiêu cm hay không? Dạ, thưa thầy là DK bằng 5,4. Rồi, đoạn KF con ra bao nhiêu nè con? KF ra 9,6. Rồi, còn đoạn EK con? Là 7,2. Rồi, quá chính xác luôn. Bây giờ con sẽ đọc lời giải cho các bạn cùng biết nha. Xét tam giác DEF vuông tại E có đường cao EK. Rồi, bây giờ con có, đầu tiên con sử dụng hệ thức nào để tính đoạn DK? Là thưa thầy là dùng đầu tiên là dùng hệ thức lượng
Một là DE bình bằng DF nhân cho DK. Rồi, quá chính xác. Và con thay số sẽ tính được. Đoạn DK là bao nhiêu con? Dạ, DK bằng 9 bình chia cho 15 là bằng 5,4. Quá chính xác. Được chưa? 5,4cm ha. Tiếp theo, sau khi có đoạn DK rồi, con tính đoạn KF bằng cách nào? Dạ, thưa thầy là KF bằng DF trừ cho DK. Quá chính xác luôn. Được chưa? Đoạn KF sẽ bằng đoạn DF trừ cho đoạn DK. Và con dùng máy tính tính thì nó ra được bao nhiêu nè con? Ra 9,6 thôi. Rồi, quá chính xác luôn. Và cuối cùng, con sẽ tính đoạn EK bằng cách sử dụng hệ thức lượng nào? Dạ, hệ thức lượng số số 2. Rồi, là con đọc cho thầy nghe hệ thức lượng đó nè. Là thầy là bình phương đường cao bằng 2, bằng tích 2 hình chiếu của hai cạnh góc vuông. Quá chính xác luôn, được chưa? Vậy là con đọc cho thầy nghe công thức rồi. Dạ, thầy là EK bình sẽ bằng DK, DK nhân cho KF. Rồi, và con thay số sẽ ra được EK bình bằng bao nhiêu nè con? EK bình bằng 5. EK bình bằng 5. EK bình bằng 51,84 là căn bậc 2. Căn 2 của nó là bằng 7,2. Rồi, vậy con ra đoạn EK là 7,2 và đơn vị là? cm. cm. Rồi, quá chính xác luôn. Và hiển nhiên ban tổ chức sẽ trao cho con một phần quà. Được chưa nè? Rồi, xin mời ban tổ chức. Bài này quá xứng đáng. Dạ rồi, và Thanh Nam chuẩn bị sẵn sàng ha. Bây giờ vẫn là chiếc hộp của cô Thảo, chiếc hộp đặc biệt này. Thì bây giờ Thanh Nam sẽ chọn cho cô một con số để chọn làm sao mà bốc trúng phần quà may mắn độc đắc của ngày hôm nay nha. Bây giờ Thanh Nam sẽ chọn ra một con số nào. Dạ thưa cô, em chọn số 10. À, số 10. Rồi, để xem số 10 lần này có mang lại giải thưởng đặc biệt cho Thanh Nam không nha. Rồi, có bạn nói là được giải thưởng. Các bạn nên nhớ là trong mỗi buổi họp có thể cô đều xáo trộn những phần quà này với nhau, cho nên tiết này với tiết khác là sẽ khác nhau nha. Rồi, và phần quà dành cho Thanh Nam đó chính là một combo nón, khẩu trang và túi sách của siêu trưa nhớ học đường. Được không nào? Chúc mừng Thanh Nam. Và ngày hôm nay Thanh Nam đã nhận được phần quà này, và hãy giúp cho các thầy cô biết được số điện thoại của ba hoặc mẹ mình để nhận được phần quà này nha. Rồi, số điện thoại của mẹ em là 0916 373 151. Rồi, cô cảm ơn Thanh Nam và chúc em sẽ đạt được những cái phần quà may mắn khác trong những tiết học tiếp theo, được không Thanh Nam? Dạ. Rồi, cô cảm ơn Thanh Nam và xin mời thầy Vinh Quang sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Rồi, chúc mừng bạn Thanh Nam, được chưa? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến bài tập số 3, được ha? Rồi, các bạn coi ha. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho các bạn có thể là giành được quà nha. Tụi con cố gắng nè. Rồi, bài tập số 3. Tụi con bắt đầu đọc đề bài ha. Muốn tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B nằm bên kia bờ sông, thầy Quang đã vạch ra từ A một đường vuông góc với AB. Trên đường vuông góc này, lấy đoạn thẳng AC bằng 30m, rồi vạch CD vuông góc với phương BC, cắt AB tại D. Rồi xem hình vẽ bên dưới. Tụi con đừng sợ ha, đề bài hơi dài nhưng sẽ có hình vẽ mô phỏng, được chưa? Rồi, và thầy đo được là AD bằng 20m. Từ đó, thầy Quang đã tính được khoảng cách từ điểm A đến điểm B, được chưa? Và thầy biết được là nó nằm trong một trong bốn kết quả sau đây. AB là có thể bằng 13,3m, hoặc là 40m, hoặc là 45m, hoặc là 42m. Vậy thì bây giờ con hãy tính giùm thầy coi là đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu, coi là có trùng với đáp án của thầy Quang hay không nha, được chưa? Rồi, các bạn nhớ ha. Và khi làm xong, các bạn chỉ cần nhắn vào trong group chat cho thầy là đáp án A, B, C hoặc D thôi nè, được chưa? Không cần ghi kết quả. Rồi, và hiển nhiên bài này cũng sẽ có thời gian là 30 giây, được chưa? Rồi, tụi con cùng nhau đọc kỹ đề bài, đặc biệt nhớ xem hình vẽ nha tụi con. Tính dùm thầy khoảng cách từ A tới B. 30 giây bắt đầu.
Rồi các bạn nhớ là đừng nhắn ABCD vào trong khung chat hiện giờ nha. Được chưa? Sau khi hết giờ rồi các bạn hãy cùng nhau nhắn nè. Qua màn hình để thấy các bạn làm bài rất là chăm chú luôn. Rồi còn 3 giây nha tụi con. Rồi hết giờ, được chưa? Rồi các bạn cùng nhau nhắn đáp án của mình vào trong group chat này nha. Các bạn cùng nhau nhắn đáp án của mình vào trong group chat. Rồi thầy thấy rất nhiều đáp án trong group chat luôn. Và bây giờ thầy muốn nhờ một bạn có thể là tự tin đọc lời giải của mình, được chưa? Và so sánh với lại kết quả của thầy Quang có giống hay không nè. Bạn nào tự tin thì mình giơ tay nè. Rồi và thầy mời ban tổ chức ạ. Rồi nãy giờ là các bạn nam đúng không? Bây giờ cô sẽ mời một bạn nữ ở trong lớp chúng ta lên để đọc đáp án nha. Cô xin mời bạn Đặng Mơ. Rồi bạn Mơ sẽ bật mic lên và trả lời câu hỏi của thầy nha. Thầy chào con. Chào thầy ạ. Rồi con có thể giới thiệu về mình được hay không nè? À dạ vâng. Em tên là Đặng Khương Mơ, hiện tại em đang sống ở Hưng Yên. Ba từ để nói với em là lạc quan, vui vẻ, hiếu thảo ạ. Rồi thầy chào con. Rồi vậy là kết quả con ra khoảng cách từ A tới B là đoạn AB bao nhiêu mét con? Dạ là 45 mét ạ. Rồi quá chính xác luôn. Bây giờ con có thể là đọc đáp án của con cho các bạn cũng biết được hay không nè. Đọc lời giải nha con. Rồi xét tam giác BCD vuông tại C có đường cao CA, con sử dụng đại thức nào nè? Em thưa thầy là em sẽ sử dụng hệ thức 2 là AC bình bằng B bằng AB nhân cho AD ạ. Rồi, và con thay số vào đúng không? Vâng. Và con sẽ ra được AB là bằng bao nhiêu con? 45 ạ. Rồi, 45 mét. Và con xem thử coi là có trùng với đáp án của thầy hay không nha. Quá chính xác luôn ha. Thầy cũng chọn đáp án C. Rồi, và chúc mừng con sẽ giành được một phần quà từ ban tổ chức. Rồi, kính nhờ ban tổ chức có thể trao quà cho bạn được hay không nè. Dạ rồi, đây đúng là cái phần mà cô Thảo luôn mong chờ nhất, đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng. Rồi bây giờ bạn Đặng Mơ sẽ lên và sau đó cùng với cô Thảo bốc thăm phần quà nha. Bây giờ có những con số từ số 1 đến số 10. Bạn Mơ hãy xem là mình yêu thích con số nào và chọn xem con đó là một phần may mắn trong phần quà ngày hôm nay. Em chọn số bao nhiêu? Em chọn số 9 ạ. Số bao nhiêu nhỉ? Số 9 ạ. À số 9, để cô xem số 9 có bạn nào chọn chưa nha. Rồi số 9 chưa có bạn nào chọn hết. Xem với số 9 này. À bạn Đặng Mơ sẽ cho mình một phần quà gì ha. Rồi và với số 9 thì bạn Mơ sẽ giành được một phần quà. Một combo. Úp, Mơ biết đó chính là combo gì nào. Em cho cô là có lón, có khẩu trang và có túi sách ạ. À có nón, khẩu trang và túi sách. Và chúc mừng bạn Mơ. Bạn Mơ hãy nỗ lực trong những tiết học tiếp theo để chúng ta còn có những cơ hội giành được những phần cộng ở phía sau những phần quà này nha. Rồi bây giờ Mơ hãy giúp cho các thầy cô biết được số điện thoại của ba hoặc mẹ mình để gửi quà về cho mình nào. Em cô, số điện thoại của mẹ em là 0392771769 ạ. Rồi, Đặng Mơ hãy giúp cho cô là đọc to hơn một xíu và chậm lại để các thầy cô ghi rõ hơn nha. Em cho cô, số điện thoại của mẹ em là 0392771769 ạ. Rồi, 039 277 ạ. 277 1769 ạ. 1769, rồi, cô cảm ơn bạn Mơ rất là nhiều và chúc mừng bạn một lần nữa. Dạ rồi, còn rất là nhiều phần quà nha các bạn, cho nên các bạn hãy tiếp tục giơ tay khi mà thầy Quang đặt cho mình những bài tập. Rồi, xin mời thầy Quang sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Rồi xin cảm ơn MC Phương Thảo và xin chúc mừng bạn Mơ. Rồi và tiếp theo ha, để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì thầy sẽ có một cái phần chốt lại, được chưa? Hệ thống lại kiến thức để giúp các bạn có thể là theo dõi được cái bài học hôm nay nó sẽ được tốt hơn, và mình thử coi là cái cách hệ thống này nó có phù hợp với lại các bạn hay không nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại bài học ngày hôm nay dưới dạng là sơ đồ tư duy, được chưa? Rồi, bài học hôm nay chúng ta học là một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Sẽ có 4 định lý, con thấy chưa? Định lý 1 là cạnh góc vuông bình phương sẽ bằng là hình chiếu nhân cho cạnh huyền. Định lý số 2 là đường cao bình phương sẽ bằng tích của hai hình chiếu, được chưa? Định lý số 3
là tích của hai cạnh góc vuông sẽ bằng đường cao nhân cho cạnh huyền. Và định lý cuối cùng đó chính là nghịch đảo bình phương đường cao sẽ bằng là tổng nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông. Được ha? Rồi các bạn cố gắng nha, mình sẽ tập thói quen là mình sẽ hệ thống kiến thức bài học của mình bằng sơ đồ tư duy, được chưa? Để cho bài học của mình được ngắn gọn hơn và được màu sắc hơn, mình sẽ dễ nắm bài hơn. Rồi buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi, được chưa? Trước khi chào tạm biệt các bạn thì thầy sẽ có một vài điều nhắn gửi sau đây. Đầu tiên ha, các bạn muốn xem lại bài giảng ngày hôm nay hoặc là một số bài giảng khác của các môn học khác, được chưa? Thì các bạn có thể lên trang là siêutrinhohocđuong.com để theo dõi hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của tất cả các bài giảng và của nhiều môn học ở trên trang web đó luôn nè. Và ngoài ra thì cũng bật mí ha, trên trang web đó đang có một cuộc thi rất là hay và dành nhiều phần quà giá trị dành cho các bạn, được chưa? Bằng cách là vẽ sơ đồ tư duy và nộp về cho ban tổ chức, các bạn cùng nhau tham gia bằng cách lên trang web siêutrinhohocđuong.com nha tụi con. Rồi, và cuối cùng ha, là tụi con nhớ là phải vẽ lại sơ đồ tư duy cho riêng mình, được chưa? Để mình có thể là hệ thống bài học của mình được tốt hơn và nhớ bài được lâu hơn. Và các bạn đừng quên là chúng ta có hẹn gặp vào tuần sau đúng khung giờ này, được chưa? Rồi, với bài học là gì? Tụi con có biết không nè? À, tuần sau mình sẽ học bài là tỷ số lượng giác của góc nhọn, được chưa? Rồi, thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu tuần sau. Rồi, xin cảm ơn thầy Quang ngày hôm nay đã giúp cho các bạn học sinh khối 9 nắm được những kiến thức rất là tuyệt vời. Và những bạn nào cảm thấy ngày hôm nay là một buổi học rất là tuyệt vời cũng như là rất là chờ đón buổi học vào tuần sau nữa, các bạn thả tim cũng như là gõ chữ muốn vào trong khung chat ha, để thầy Quang biết rằng lớp chúng ta rất là mong chờ những tiết học như này, để thầy cho mình thêm những bài tập nè và giúp cho mình có những cơ hội để giành phần quà. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Hoàng Thiên Vương comment là muốn, bạn Trâm cũng muốn nè, bạn Đàm Long cũng rất rất là muốn luôn, và cô Thảo cũng rất là chờ đợi những buổi học tiếp theo để có cơ hội chúng ta khui những phần quà rất là hấp dẫn từ trong chiếc hộp bí mật này, đúng không nào? Và sẽ có thêm được những phần quà khác nữa, cho nên các bạn hãy chờ đón vào tuần sau. Chúng ta tiếp tục với những buổi học của 5 phút thuộc bài cùng Siêu Trí Nhớ Học Đường. Và các bạn đừng quên hãy vào trang siêutrinhohocđuong.com mình đăng ký và tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài để giành được những giải thưởng hàng tuần, 12 giải nhà đào tạo xuất sắc, 12 giải nhà đào tạo truyền cảm hứng và những giải thưởng khác vô cùng tuyệt vời trong mỗi tuần, được không nào? Chúc các bạn có một buổi trưa thiệt là vui vẻ và những giờ học thiệt là tuyệt vời cùng với 5 phút thực bài cùng Siêu Trí Nhớ Học Đường. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những buổi học tuần sau.